chương 91 Tranh thủ đồng tình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 91 triệu lạc quân ngủ một giấc đến nửa đêm liền tỉnh Nàng mở mắt ra, bụng ùn ụt kêu một tiếng, tại yên tĩnh trong đêm 10 phần rõ ràng Nàng sửng sốt một chút, có chút quẩn bách, dưới cánh tay đè ép lồng ngực liền phát ra khẽ chấn động Sở dịch trầm thấp cười ra tiếng Ngươi Tỉnh dậy a à. Nàng miếm mím môi, xấu hổ tựa như đưa tay tạp hắn một chút sở dịch chậm rãi nghiêng người sang nhìn nàng cũng không quá thật cắt khuôn mặt cười nói bụng của ngươi gọi có tiểu kiếm ai có thể không tỉnh lại nàng có thai sau đi ngủ thích nằm nghiêng một cái chân liền dựng trên người hắn giống như thư thái như vậy một chút liền là khổ hắn không dám động đậy sợ chính mình khẽ động ngược lại đè ép nàng cùng hài tử triệu lạc quân ngồi xuống thăm dò nhìn ra phía ngoài mắt hỏi có ăn sao khó được như cái thèm ăn muốn ăn hài đồng sở dịch cũng theo đó đứng dậy hạ tháp rất nhanh trong phòng sáng lên đèn nam nhân bước chân đi ra ngoài bất quá một lát trong tay liền bưng bát cái gì nàng nghỉ ngủ lại bị hắn đè xuống liền để nàng ngồi ở trên giường chính mình không người cho nàng uy ăn đây là dùng cây lúa nấu bên trong thả có thịt băm hương vị cũng không tệ lắm cây lúa Triệu lạc quân nghe được cái này chưa quen thuộc từ, thăm dò nhìn cái kia bác. To bằng hạt đậu đèn đuốc dưới, bóng đen trùng điệp, nàng chỉ nhìn thấy trong chén đồ vật hiện ra một tầng ánh sáng, mềm mềm, tự hồ vẫn là từng khỏa. Sở dịch liền cho nàng đút một ngụm, nhìn xem nàng lông mày giãn ra, trong mắt chớp động lên ngạc nhiên quan mang. Còn đi, liền là cái này miêu loại không tìm thật kỹ, trưởng thành là kim hoàng sắc, một hạt một hạt, mà lại thích sinh trưởng ở nguồn nước sung túc địa phương triệu lạc quân liền nhớ lại trước khi đến nhìn qua một bản tạp ký nói là càng phía nam có loại thức ăn này vàng kim chính là xác bỏ đi sau là màu trắng cây lúa hạt nhưng khi món chính đỡ đói là hòa thị nhân chủng nàng phát hiện này hòa thị liền là bảo tàng trách không được tổ tiên bọn họ muốn ẩn cư nói là trước kia có người du lịch mang về số lượng không nhiều Ngươi buổi chiều không dùng bao nhiêu đồ vật liền ngủ mất, bọn hắn cũng làm người ta đưa tới, đặt ở tiểu trên lò ấm, nói ngươi buổi tối đói bụng cũng tiện nghi. Sở dịch lại cho nàng hướng miệng bên trong uy, triệu lạc quân bị đói, cũng mặc kệ cái gì dáng vẻ, ăn được ngon ngọt. Một bát cháo xuống dưới, còn có chút dư vị vương đầu lưỡi liếm liếm môi. Ước sủng bên môi màu hồng chợt lóe lên, sở dịch thấy thẳng hít mắt, đột nhiên cuối người đi ngậm lấy môi của nàng, cũng dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Tại nàng tiếng hừ nhẹ bên trong than thở, vừa mê vừa say. Người này, Triệu Lạc Quân nghệ hắn một chút, càng ngày càng nhẹ phù. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào náo động, cùng với tạp nhạp tiếng bước chân. Thế nào? Triệu Lạc Quân nhìn về phía cửa, có bóng người liền lóe tiến đến, miệng bên trong hô hào. A Tỷ, Ngụy Trùng giống như xảy ra chuyện. Triệu Tấn liền ngoại bào đều mặt đến siêu siêu vẹo vẹo chạy tới sở dịch bận biệu đem người đứng phía sau chặn lại tiểu hỗn đảng còn thể thống gì có trực tiếp xông vào nội thất triệu tấn tại mắng chửi âm thanh bên trong kịp phản ứng ôi một tiếng quay người lại chạy ra ở ngoài cửa kiển chân tiếp tục hô a tỷ người có muốn hay không đi xem một chút triệu lạc quân đã đưa tay đi đủ bên ngoài váy sở dịch cũng nhanh chóng khoác tốt quần áo ba người liền đèn lồng cũng không đánh hướng ngụy trùng chỗ ở đi đi vào trong phòng, đã vây quanh năm sáu người, có người tại bên giường thi châm, có người tại án lấy ngụy trùng. Không rút. Thuốc đâu, nhanh. Lại là nhiệt độ cao đến run rẩy, mới náo ra dạng này động tĩnh. Trong phòng một trận rối ren, Triệu Lạc Quân thấy trái tim không nhảy lên kịch liệt, hai tay cũng không biết chưa phát giác nắm chặt, liền sợ từ những này nhân khẩu nghe được đến cái gì không tốt. Có người liền lại a à một tiếng. Công tử mở mắt tỉnh tỉnh triệu lạc quân suýt nửa trái tim đều ngừng nhảy dưới chân mềm nhũng tựa vào sở dịch trên thân sở dịch sắc mặt hết sức khó coi âm thầm mắng ngụy trùng hơn mấy trăm lượt đợi đến hòa thị người đều thay phiên xem mạch sau đều nói nhiệt độ cơ thể cũng có hạ xuống mọi người mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra triệu lạc quân tại cái này tiến lên đứng tại đầu giường nhìn hai mắt không có thần thái ngụy trùng bất quá một đêm nguyên bản thanh tuyển nam tử gương mặt đều lõm vào nhìn xem quả thực làm người ta đau lòng ngụy trùng triệu lạc quân hô hắn một tiếng hắn quay đầu qua dùng im ắng đến biểu thị không nghĩ đối mặt nàng nàng mày nhăn lại muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài một tiếng quay người chuẩn bị rời đi nghĩ đến nhường hắn tỉnh táo một chút cũng tốt không nghĩ nàng ống tay áo liền bị người giật một chút triệu lạc quân dừng bước lại Cuối đầu nhìn một chút tay áo, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, đáy mắt cũng đã có ý cười. Hắn có thế ăn vài thứ sao? Nàng vẫn là đi lên phía trước, đi hỏi bên trên người. Một người trung niên nói: "Uống trước chút nước cháo nhìn xem." Ta giúp đỡ nhìn xem lửa. Nàng vẫn là ra bên ngoài đi. Nguyên bản nhắm mắt theo đuôi Sở Dịch lại lưu tại tại chỗ, ra hiệu Triệu Tấn cùng tránh hắn a tỷ, chính mình đi đến giường một bên khuôn mặt hắt thành đáy nồi ngụy trùng thủ đoạn nhỏ khiến cho cao hứng sao liền mẹ hắn trùng hợp như vậy kém một chút liền có thể muốn ngươi mệnh ngươi liền quỳ xuống trời đi mũi kiếm rồi mới vừa rồi còn dám đưa tay đi đủ tay áo của nàng thật coi hắn là người chết không thành sở dịch một lời liền phơi bày tính toán của hắn trên giường thanh niên nhắm mắt lại một bộ không để ý tới dáng vẻ nhưng hắn nắm đấm nắm đến răng rắc răng rắc rung động thật muốn một quyền đem người cho đưa lên đường ta tính toán lại như thế nào cho phép ngươi sở dịch chiếm nàng không cho phép ta cách khác đường tắt cũng trong lòng nàng chiếm một chỗ cắm dùi nàng chính là như vậy thiện tâm ta ác liệt lại như thế nào hoặc là ngươi thật giết ta à ngươi lại không dám ngụy trùng thanh âm khàn khàn vang lên cuối cùng còn cười nhạo đem sở dịch lửa giận khiêu khích đến điểm cao nhất a à, đang nổi giận sở dịch cười hai tiếng ngược lại tỉnh táo lại, không quan hệ, một mực khiến cho ngươi những này thủ đoạn nhỏ, dù sao ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta con cháu cả sảnh đường, mà nàng đối ngươi nhiều lắm thì đáng thương cùng đồng tình. Miệng hắn độc bắt đầu, liền cùng dùng mũi đau đâm nhân trái tim đồng dạng. Ngụy trùng khóe mắt khẽ nhăn một cái, miếng chặt môi không nói thêm gì nữa. Sở dịch lười nhắc lại ở chỗ này, xoay người rời đi. Trong phòng lúc này càng thêm an tĩnh. Ngụy Trùng nghe đi xa tiếng bước chân, nhẹ nhàng ho khan hai lần, sau đó khóe miệng có chút bốc lên, là đối chính mình trào phúng. Hắn không cách nào đối mặt chết đi thân tộc, vốn là thật không định sống sót, không có ý nghĩa vô cùng. Nhưng ở nghe được nàng lo lắng thét chói tai vang lên chính mình danh tự thời điểm, hắn liền do dự. Thời khắc do dự, lưu lại hắn một mạng. Tại nàng nóng hổi nước mắt nhỏ xuống nơi tay lỗi thời, hắn đột nhiên tỉnh ngộ chết liền không còn có cái gì nữa. Còn sống, tối thiểu hắn còn có thể vì mình tộc nhân lại dành yên ổn sinh hoạt, tối thiểu có thể cho bọn hắn một cái phù hộ, cũng có thể dạy cho bọn hắn tự vệ. Còn sống, còn có thể tùy thời nhìn thấy nàng, so tại thời gian trôi qua bên trong, chính mình cũng tại nàng trong trí nhớ chậm rãi bị long đông tốt. Trọng yếu nhất chính là, có thể tùy thời buồn nôn buồn nôn tình địch, không phải cũng thống khoái. Triệu lạc quân lúc trở lại lần nữa, trên mặt hắn là nàng quen thuộc dáng tươi cười, hướng phía nàng há mồm. Gia ninh đút ta. Sở dịch lúc này liền đem triệu lạc quân trên tay bác cầm đi, đưa cho một bên trung niên nam nhân, lôi kéo nàng liền nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn liền là tại tranh thủ của ngươi đồng tình tâm, để ngươi ấy nấy. Trong đình viện, hắn tức giận dừng ở một gốc dưới cây, trừng mắt nói chuyện với nàng. Ngươi này tính tình, làm sao động một chút lại tức hỗn hển. Triệu lạc quân mỉm cười, đưa tay giáng tại hắn tức giận đến nóng hổi trên gương mặt, ta là dễ dụ như vậy lừa gạt người sao. Đến cùng là ta triệu thị xin lỗi hắn, hắn có thế trong lòng thoải mái một chút, ta cũng dễ chịu một chút. Sở dịch sững sờ. Ngươi cũng đã nhìn ra. Lúc đầu không có phát hiện, vừa rồi hắn nhịn không được dắt ta tay áo, liền kịp phản ứng. Cũng là nhận biết nhiều như vậy năm người, đối với hắn vẫn là hiểu rõ nàng ngón tay chậm rãi trượt đến hắn trên môi dùng lòng bàn tay vuốt ve đừng tức giận ta cũng không phải không biết phân tất người hắn liền cùng bị thuận mau đại cẩu toàn thân đều thoải mái một điểm hỏa khí cũng không có chỉ là có chút được một tất lại muốn tiến một thước ngươi hôn ta một cái sở dịch gương mặt liền một trận bị đau bị nàng dùng sức bấm một cái tại hắn hút không khí lúc nàng lại kiển chân vòng cổ của hắn mềm mại môi đỏ dán vào. Nhẹ nhàng ép chuyển ở giữa, dù hoặc bình thường nói. Thân về sau cũng không thể tức giận. Hắn hô hấp trì trệ, bàn tay vịn eo của nàng, nếu không phải còn nhớ rõ nàng còn mang mang thai, thật sự là hận không thể đem nàng vò tiếng thân trong cơ thể. Ngụy Trùng thanh tĩnh, bình minh thời điểm liền triệt để lui nhiệt độ cao, cái trán chỉ còn lại một chút âm ấm nhiệt độ. Trên thân mang thương, đây là bình thường tình huống. Triệu Tấn nửa đêm về sáng liền không ngủ, một mực canh giữ ở nơi đó, gặp hắn sống qua khó khăn nhất một đêm, thả lỏng trong lòng theo vệ phó tướng hồi lạc thành. Trước khi đi, Triệu Lạc Quân đem áo choàng cho hắn phủ thêm, ngẩng đầu nhìn cái này đã cao hơn chính mình thiếu niên. Trở về vẫn là phải lấy thân thể làm trọng, có chuyện gì, nhiều cùng đám đại thần thương nghị. Hoàng hậu. Nàng nói đến đây, thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, ngừng lại. Đi thôi." Triệu Tấn bị nàng nói một nửa huyên náo trong lòng không thoải mái, hoàng hậu thế nào? "Chính là này tế, có người bưng ngụy trùng thuốc từ dưới hiên đi qua, Triệu Tấn ánh mắt sáng lên. "A à tỷ, ta còn có chuyện quan trọng." Triệu Lạc Quân không hiểu, nhìn xem thiếu niên bước nhanh đi ngụy trùng trong phòng, hạ khắc trong phòng liền truyền ra hắn đắc ý cười to. "Ta nói qua muốn dán trở về." "Bệ hạ." "Đây là dùng tại ngoại thương dược thảo a?" hòa thị tộc nhân nhìn xem bị dược thảo khét đầy miệng ngụy trùng, kêu rên một mảnh. Mà tại thái tử hồi lạc thành ngày hôm đó, vưu bằng huyên gặp một cái xinh đẹp nữ tử, nữ tử kia nâng cao có chút hở ra bụng, hai đầu lông mày nhuộm âm lãnh út sắc. Tác giả có lời muốn nói. Ngụy trùng. Liền không nên cứu ngươi. Triệu tấn. Khoảng qua lượt. Sở dịch. Tốt đệ đệ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92. Đây rốt cuộc là có ý gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 92. Tam công chúa. Vưu bằng Huyên nhìn thấy mặt dung diễm lệ nữ tử, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm cười, người thế mà không có ra khỏi thành. Là thế nào giấu giếm được người? Người huynh trưởng cũng có thể tung lấy người làm ẩu. Bắc hồ Tam công chúa khóe mắt trao lên giống như là đối với hắn xem thường bất mãn, lại bởi vì ngày thường xinh đẹp, một cái động tác tinh tế đều mang phong tình, ngược lại càng kiều mị. Đại tướng quân đều nhìn thấy ta, những lời này hỏi có ý nghĩa sao? Dựa theo các ngươi người Hán mà nói, này gọi vẽ vời thêm chuyện. Vưu Bằng Huyên nhìn xem nàng cái này ngạo mạn thái độ, miệng bên trong sách một tiếng. Bây giờ là Tam công chúa muốn tìm ta hợp tác, ta hỏi nhiều hai câu gọi cẩn thận, Tam công chúa ngươi đừng quên ngươi là người ngoại bang cho dù mang hoàng tự cũng không cải biến được thân phận tam công chúa sắc mặt liền trở nên khó coi mang theo hận ý nhìn xem trước mặt nam nhân cao lớn ta là người ngoại bang nhưng đây cũng không phải là ngươi liền có thể nhìn bản thân nguyên do bây giờ ngươi không liền muốn dựa vào ta người ngoại bang này đến đoạt quyền đoạt quyền hai chữ dị thường chói tai vưu bằng huyên nhíu nhíu mày rất nhanh hắn liền cười tiếng cười có chút cổ quái. Ân, ừ. tam công chúa nói đúng. đã tam công chúa có thế lưu lại, xem ra nhị vương tử nơi đó cũng chuẩn bị sẵn sàng. tam công chúa giơ lên cái cầm, xem như ngầm thừa nhận. hắn ánh mắt yếu ớt, lại nói, đã từ giờ trở đi, chúng ta liền là quan hệ hợp tác. về sau ngươi tại triệu quốc cũng cần ta nâng đỡ, cho nên ngay tại ta phủ thượng ở lại đi, có việc tốt kịp thời thương nghị. Không phải chỉ bằng vào một cái cái bụng, không vững vàng đại thần, huống chi chúng ta bệ hạ sắp hồi triều. Chúng ta thời gian chuẩn bị cũng không nhiều. Tốt. Tam công chúa đang suy nghĩ một lát sau, gật đầu đáp ứng. Nàng hôm nay lộ diện, cũng biết thời gian không nhiều lắm. Hai khắc đồng hồ sau, một chiếc xe ngựa liền tiếng đại tướng quân phủ. Vương phu nhân nghe nói trong phủ tới tên vũ cơ, bị trưởng phu an bài đến thiên viện, còn nhường thị vệ trấn giữ nói là cho quý nhân chuẩn bị. Nàng do dự một lát, đi gặp trượng phu. Cần phải thêm người hầu hạ. Hoặc là cần gì đặc biệt trong non. Vưu phu nhân là có tiếng hiền lành, vưu bằng huyên đối nàng lắc đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Không cần, nhiều người trong nhà đều không cần tới gần, tránh khỏi đến lúc đó dâng lên đi, ra phiền phức. Trọng yếu như vậy. Phụ nhân thì thào một câu, Gặp hắn sắc mặt không ngờ, Tri Kỷ không hỏi nhiều, để cho người ta cho hắn thu xếp ăn uống. Vưu Bằng Huyên liền hỏi một câu. hoáng Nhi bọn hắn đâu? Luyện võ trường đâu? A cầm tại bên cạnh cho bọn hắn cố lên, vừa mới còn nhường dưới bếp đưa ăn quá khứ, đoán chừng là nên nghỉ ngơi. Để bọn hắn gần đây chia ra phủ, ngay tại trong nhà hảo hảo ở lại. Vưu phu nhân luôn cảm giác trượng phu có chuyện gì giấu giếm chính mình, không tránh khỏi trong lòng có lo lắng đi đến phía sau hắn, giúp hắn xoa cánh tay nói. Lan quân triều vụ bận biệu, nhưng cũng phải chú ý thân thể, hoán nghi bọn hắn còn có rất nhiều sự tình muốn ngươi này cha dạy bảo, cái nhà này đều không thể rời đi Lan quân. Một tay nắm liền khoát lên phụ nhân trên tay, nam nhân kiên định trả lời. Ngươi yên tâm, ta vạn sự đều sẽ trước nhớ kỹ mẹ con các ngươi. Hoáng lập tức liền nên cưới vợ, ta còn ngóng trong ôm tôn đâu. Vư phu nhân an tâm cười triệu tấn hồi lạc thành tin tức cũng không có nhường trắng trợn tuyên dương, chỉ là cho Liên Vân đi tin. Liên Vân thu được tin sau, cũng duy trì trầm mặt, liền thái úy đều giấu giếm. Quốc quân hành tung, người biết càng ít, ngược lại càng an toàn. Vệ phó tướng dẫn đội, nhiều lắm là liền là sẽ để cho người hiểu lầm triệu lạc quân tại điều binh. Chờ đến lạc thành phụ cận, hết thảy cũng liền an ổn. Liên Vân đem thư đọc qua sau trực tiếp liền đốt sạch sẽ trong phủ hạ nhân tới, nói là lão phu nhân tìm hắn, nhưng hắn đến trước mặt đi một chuyến. Hắn đứng người lên, dư quan quét đến trên bàn cái kia cố ý chế tạo mặt nạ, do dự một lát, vẫn là không có cầm lên. Cứ như vậy nhường bỗng trần truồng lõa xuyên qua hành lang. Trong phủ nữ sử nhìn thấy hắn đều nhao nhao cúi đầu lui một bên. Trước kia những nữ hài tử này nhìn thấy hắn đều là mặt đỏ tới mang tai, bây giờ lại là một mặt hoảng hốt, cúi đầu, liền trong mắt cũng không dám nhiều chuyển một chút. Liên vân thái độ đối với các nàng làm như không thấy, đi vào lão nhân chỗ ở. Tổ mẫu tìm tôn nhi. Hắn chấp tay thi lễ, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn như trước đây nho nhã lễ độ. Liền lão phu nhân đau lòng nhìn xem dáng người vẫn như cũ xuất sắc tôn nhi, tại hắn ngẩng đầu thời điểm, dưới mắt phương khối kia thương thế nhường nàng càng là trong lòng co rút đau đớn. Tam Lan nhanh ngồi, ta làm sao nghe nói ngươi đêm qua lại là một đêm chưa túc ngươi việc phải làm lại nặng nề cũng không thể dạng này dày xéo chính mình lão nhân vừa nói vừa thở dài liên vân theo lời ngồi xuống sửa sang tay áo nói gọi tổ mẫu lo lắng chỉ là trưởng công chúa coi trọng muốn đem một chút chuyện quan trọng tại nàng trở về trước hết sức hoàn thành trưởng công chúa ba chữ đâm lão nhân một chút nhớ tới năm đó liên gia quyết định thần sắc hậm hực nói trưởng công chúa coi trọng là nói rõ chúng ta tam lang ưu tú, nhưng cũng không thể như thế sai xử người. Mà lại ngươi nhị ca lập tức cũng làm cha, duy chỉ có ngươi còn một người, bây giờ lại. Nàng mắt nhìn hắn dưới mắt tổn thương. Ngươi tốt xấu là bởi vì cứu thánh thượng tổn thương, tổn thương vẫn là này quan trọng địa phương, càng có trướng ngại chuyện chung thân của ngươi. Chẳng lẽ trưởng công chúa không cùng ngươi nói cái gì sao? lúc trước nghe nói trưởng công chúa cùng cái kia sở dịch hòa ly đến bây giờ hai người cũng không có phục hôn nàng nói ra lời này kỳ thật trong lòng cũng khó xử năm đó là bọn hắn không nghĩ thụ liên lụy sinh sinh tách ra hai người bây giờ tôn nhi bị thương như vậy trong nội tâm nàng suy nghĩ liên tục cảm thấy có phải hay không hai người còn có thể có hy vọng dù sao cứu chính là nàng huynh đệ không có nàng tôn nhi triệu quốc quốc quân chi vị liền thay người làm Liên vân nơi nào không có nghe hiểu lời của lão nhân, đột nhiên liền cười, tiếng cười vui vẻ. Ngược lại làm cho lão nhân ngẩn người ở đó. Tam Lang cười cái gì? Cười buồn cười, tổ mẫu chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười? Hắn mắt phượng tăng lên nhìn về phía lão nhân, nhọn khóe mắt như là sắc bén lưỡi đao. Năm đó các ngươi không trải qua ta đồng ý, liền lui thân. Bây giờ nhưng lại cảm thấy chúng ta liên gia nên lại đi tìm về người ta là phụ thân ta cùng ngài đề nghị tổ mẫu ngài giúp tôn nhi cho hắn mang một câu mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại đều là chúng ta liên gia cái này lại cốc nhìn chằm chằm người đừng có lại đem xấu xí sắc mặt lộ ra bỗng nhiên để cho người ta cảm thấy buồn nôn ba tam lang lão phu nhân bị tôn nhi dạng này sắc bén mà nói đâm vào tâm can đều đang phát run liên vân đã đứng lên liền cáo lui đều chưa hề nói phất tay áo rời đi tại đi mau hồi chỗ mình ở thời điểm, đột nhiên bước chân nhất chuyển, trực tiếp ra phủ. Cái nhà này hôi thối đến làm cho hắn ngạc thở, hắn căn bản không nghĩ ở chỗ này lại ở lại lấy. Thế nhưng là dục ngựa ra phủ, hắn liền phát hiện chính mình lại không chỗ có thể đi, không biết đi như thế nào lấy đi tới, đi vào mẫu đơn vườn. Hắn nhìn xem đóng chặt vườn cửa, tung người xuống ngựa, đem ngựa cục chắc, đề khí dễ dàng trèo quá vốn cũng không cao tường viện hắn đi đến khi còn bé thường cùng triệu lạc quân chơi đùa bên hồ. Sống biết vẫn như cũ, gia nhân lại không tại. Hắn cứ như vậy bình tĩnh đứng tại bên hồ hồi lâu. Chờ rời đi thời điểm, mặt hồ phản phất là mảnh vàng vụn vò tiếng trong hồ, hào quang bao phủ toàn bộ lạc thành. Hắn người khoác chạm vạn tối gió mát, một đường tiến cung, chuẩn bị những ngày này đều tại thượng thư đài ở lại. Không nghĩ mới đến hoàn thành, thân tính của hắn đuổi đi theo, đưa lên một phong thư hắn cúi đầu nhìn thấy tiêu ký nhanh chóng mở ra thần sắc trở nên ngưng trọng liên vân không nói hai lời trở lại chính mình tại thượng thư đài bên trong phòng trực mài mực nâng bút trước tiên cho cơ lão thái gia đi phong thư coi như hắn phân phó người đem thư ra roi thúc ngựa đưa ra ngoài thời khắc một cái hắn ngoài dự liệu người mang đến cho hắn một cái khác ngoài ý liệu tin tức trải qua ba ngày nghỉ ngơi ngụy trùng đã có thể không cần người phụ trợ ra đồng đi bộ triệu lạc quân mấy ngày nay vô sự đều sẽ tới thăm viếng đương nhiên sở dịch là nhắm mắt theo đuôi theo sát hôm nay nhìn thấy ngụy trùng đều có thể chính mình trong sân chuyển cái thất bát vòng hoắt một tiếng giống như là cho hắn lớn tiếng khen hay đồng dạng ngụy công tử khôi phục không sai sau đó tiếng nói nhất chuyển hướng triệu lạc quân đạo chúng ta cũng nên xuất phát ngụy trùng lúc này đột nhiên liền ngã trùng điệp ngồi dưới đất dọa đến nữ sử tiến lên diều hắn còn Liên Thanh hỏi kéo căng đến vết thương sao? Sở Dịch, đây thật là tiện nhân. Hai người loại này ám đấu, Triệu Lạc Quân đã không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt xem như cái gì cũng không biết, đứng người lên đi qua lo lắng vài câu. Nhưng nữ sử mau đỡ trở về nghỉ ngơi. Ngụy Trùng bên đi vào trong, bên thở dài. Nhưng gia ninh chê cười, không còn dùng được a. À. Ngươi đây là đã thương, chờ khỏi hẳn, tự nhiên bước đi như bay. Triệu Lạc Quân nhàn nhạt cười, trong mắt đều là chân thành. Sở Dịch liền phát hiện, mặc kệ là Liên Vân hay là Ngụy Trùng, kỳ thật đều chơi bất quá một cái Triệu Lạc Quân. Bọn hắn đều cùng kỹ giống như. Hắn ở trong lòng một trận xem thường, Ngụy Trùng sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nói với Triệu Lạc Quân lên hạt thóc sự tình. "Ngươi không phải chuẩn bị mua hạt giống như các quân chính mình khai hoang. Phía nam nơi này nước mưa sung túc, có thể thử một chút hạt thóc" ta để bọn hắn đến lúc đó chừa lại một chút mà. Tạm thời trước không làm phiền. Triệu lạc quân lại là cự tuyệt, các ngươi bây giờ kỳ thật lương thực cũng không đủ, nơi nào có thể để cho lại phân ra tới. Mà lại ta chuẩn bị để bọn hắn trước loại dễ nuôi sống thu hoạch lượng cao, hạt thóc bây giờ cũng còn chưa quen thuộc, vạn nhất trà đạp, cái kia mới gọi sai lầm. Ngụy trùng mặt mặt, hạ khắc cũng không bắt buộc, lộ ra cái lý giải cười vậy liền để chúng ta lại nhiều quan sát, chờ có nắm chắc, lại cùng ngươi nói chuyện này. Đến buổi tối, Ngụy Trùng mời hai người cùng nhau dùng bữa tối. Một phong khẩn cấp tin liền đưa đến Triệu Lạc Quân trong tay, để nàng làm tức liền đứng lên thân. Sở dịch tại bên cạnh viết đến một chút, đồng dạng kinh nghi bất định. Chúng ta hồi lạc thành. Đi. Triệu lạc quân cơ hồ không do dự, nhất chân liền muốn đi ra ngoài. Gia Ninh. Ngụy Trùng gặp nàng thần sắc nghiêm trọng, hôn một tiếng, chậm rãi đứng lên truy vấn, là Lạc Thành xảy ra chuyện rồi. Vẫn là Triệu Tấn trên đường gặp cái gì? Hẳn là thượng quận muốn xảy ra chuyện. Bất kể như thế nào, đều phải về trước Lạc Thành. Ngụy Trùng biết là thật lưu không được nàng, nghĩ nghĩ, nhưng nàng chờ một lát một lát, phân phó người bên cạnh đi lấy cái gì. Đợi đến đồ vật đưa đến trên tay nàng thời điểm, nàng kinh ngạc nhìn xem ngươi cho ta chuyện này để làm gì? Hòa thị chưa từng ủng binh tự trọng, đây là đất thuộc cùng hoác đình hai quân hổ phù, bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Triệu lạc quân cảm thấy trong tay triệu nặng, đến cùng là nhận lấy phần này thiện ý. Hai người trong đêm liền xuống núi, bắt đầu hướng lạc thành đuổi. Sở dịch không có cưỡi ngựa, mà là tại trong xe ngựa chiếu kháng nàng, một tay viện nàng eo, một tay che chở nàng bụng, sợ nàng thụ sóc nảy triệu lạc quân trong ngực hắn xem như an tâm một chút chậm rãi đi ngủ quá khứ sở dịch không nhúc nhích nhường nàng dựa vào một sai mắt sau khi thấy bên một ngăn chứa bên trong quen thuộc sách nhỏ hắn nhìn xem ngủ say nàng lấy tay đi đem sổ đưa qua đến mở ra phát hiện thế mà đã viết một phần ba nhưng là rất nhiều đều là gạch ngang gậy sở dịch đây rốt cuộc là có ý gì bất quá mặc kệ có ý tứ gì hắn phủi mắt bên trên bút hoặc là vừa vặn thuận tiện hắn tăng thêm mấy bút, cũng sẽ không bị phát hiện. Tác giả có lời muốn nói. Sở dịch. Ta thật là một cái tiểu cơ linh. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93. Không nam nữ chủ, có chuyển hướng kịch bản. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. 93 triệu tấn hồi triều tin tức là đến Lạc Thành còn có một ngày lộ trình lúc bị truyền đến đại thần trong tai. Tâm tình mọi người không đồng nhất, đều nhao nhao nghe ngóng trưởng công chúa có hay không tùy tính, kết quả là trưởng công chúa cùng sở dịch cũng còn lưu tại đất thuộc, Tân Hoàng là do cơ lão thái gia lúc đầu tướng lĩnh hộ tống. Tin tức này vừa ra, không tránh khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, đều tự mình nghị luận trưởng công chúa có thể là dùng chính mình sự kế hoãn binh. Sở dịch cái kia mãn phu, đến cuối cùng không phải cũng vẫn là trơ mắt nhìn xem nữ nhân của mình đến người khác ôm ấp nghe nói tin tức thượng thư lệnh cười nhạo một tiếng dứt lời một ngụm khó chịu trong tay thanh tửu trong lòng không nói ra được thống khoái từ lúc triệu lạc quân rời đi lạc thành đem chuyện trọng yếu lại giao cho thái úy cùng liên vân sau tâm tình của hắn vẫn buồn bực khó được hôm nay có thể cười trên nỗi đau của người khác một chút thượng thư lệnh mắng sau đó lại lại uống rượu hai chén liền có tùy tùng đến bẩm nói là lưu thái úy đưa tới lời nhắn lui qua trong cung thảo luận chính sự trong điện thương nghị triều sự hắn cười lạnh không tình nguyện đi lưu thái úy cùng mọi người thương lượng chuẩn bị nên đón thánh giá một chuyện còn có nhường thái thường tự khanh đưa ra đăng cơ đại điển chương trình hết thảy đều phải chuẩn bị bắt đầu thượng thư lệnh chỉ cảm thấy trong triều vuốt môn ngựa lưu thái úy nhận thứ hai liền không ai nhận thứ nhất lưu thái úy theo võ đế chó săn trực tiếp liền nhảy thành hai tỷ đệ chó săn thảo luận chính sự điện tảng sau cầm đầu mấy vị đại thần cũng còn lưu lại tiếp tục thương nghị một chút chi tiết thiên tử đăng cơ là đại sự hiện tại định tốt ngày trưởng công chúa có thể hay không kịp thời gấp trở về đâu nếu như đuổi không trở lại thánh thượng trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi chúng ta có phải hay không toi công bận rộn rồi thượng thư lệnh nửa khép lấy mắt ung dung tới một câu lưu thái úy sửng sốt một chút bọn hắn là không có cân nhắc đến trưởng công chúa trở về ngày liên vân vào lúc này kiên trì nói liền theo gần nhất ngày tốt kiên trì của hắn nhường tất cả mọi người nhìn lại đã nhận ra hắn đối đăng cơ đại điển gấp gáp tâm tình tự hồ có cái gì không đúng vưu bằng huyên cũng ngẩng đầu nhìn hắn một chút rất nhanh liền lại cúi đầu vuốt ve bên hông chui kiếm không biết đang suy nghĩ gì bởi vì liên vân ủng hộ mọi người không có quá nhiều lại nói, thượng thư lệnh bị hắn thái độ huyên náo 10 phần không cao hứng, mặt lạnh lấy rời đi. Vưu bằng huyên trở lại đại tướng quân phủ lúc, không quá thường tìm hắn tam công chúa lại là nhường nữ sử đến chuyển cáo muốn gặp mặt. Hắn liền triều phục đều không đổi, trực tiếp hướng cái kia yên lặng viện tử đi. Tam công chúa đổi người hán trang điểm, bụng hơi nhô lên đai lưng rộng rãi, tựa tại gối mềm ở giữa, là khác phong tình. Vưu bằng huyên ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh một vòng, ngồi xuống hỏi. Gặp ta có chuyện gì quan trọng? Ta nghe nói bệ hạ của các ngươi liền muốn hồi triều, ngươi đến cùng chuẩn bị lúc nào động thủ. Chờ hắn tiến lạc thành, chúng ta liền sẽ mười phần bị động. Ngươi đánh nơi nào nghe được tin tức? Vưu bằng huyên ánh mắt nặng nề, hiện lên một tia kinh ngạc. Tam công chúa ngạo nghễ ngẩn lên lấy cái cầm, tự đắc nói. Ta liền chút bản lãnh này đều không có, sao có thể dám cùng đại tướng quân hợp tác? Đại tướng quân cũng không đến ghét bỏ ta này ngoại bang nữ tử. Như thế nói đến, vẫn là ta muốn cùng công chúa nói tiếng xin lỗi. Hắn giống như cười mà không phải cười. Tam công chúa cũng nở nụ cười xinh đẹp, nhìn người ánh mắt cùng mang theo móc, khẽ hừ nhẹ thanh. Cũng không cần, chỉ là nhường đại tướng quân đừng quá xem thường ta. Ân. Ừ. Công chúa là có năng lực, mà lại vưu bằng huyên nói một tay che ở nàng khoác lên bên cạnh người trên mu bàn tay vẫn là thế gian ít có tuyệt sắc dạng này tuyệt thế gia nhân là tốt nhất nào đó lúc trước mắt vụng về tam công chúa cảm giác được nam nhân lòng bàn tay thô lệ chính chậm rãi vuốt ve chính mình kiều nộn da thịt nàng dáng tươi cư cười lại phát ngọt chậm rãi rút mở tay vậy ngươi đến tột cùng là thế nào chuẩn bị buổi tối hoàng hậu trong cung đã bố trí xong đến lúc đó sẽ có người tiếp ngươi tiến cung chủ trì đại cục, mà ta sẽ trực tiếp dẫn người ra khỏi thành. Nam nhân ánh mắt âm tàn, lộ ra lang liệt sát ý. Tam công chúa trên mặt vẫn như cũ cười, nhưng trong lòng thì đối vưu bằng huyên mười phần không thèm để ý. Quả nhiên nam nhân đều là háo sắc chi đồ, tại sắc cùng lợi song trọng dụ hoặc dưới, liền không thể cầm giữ. Mặc dù nàng đối loại nam nhân này chẳng thèm ngó tới, có thế chỉ cần có lợi cho nàng đứng ở địa vị cao nhất, khống chế cái này triệu quốc, làm nhiếp chính thái hậu. Nàng tự nhiên có thể chịu, mà lại nàng về sau chỉ sợ cũng đến đối mặt triệu quốc càng nhiều dạng này đại thần. Bọn hắn chỉ cần nguyện ý vì nàng thúc đẩy, cái kia nàng thu làm dưới váy chi thần cũng không quan trọng. Chỉ cần nàng nơi này thuận lợi, nàng nhị ca khẳng định cũng có thể trở thành bắc hồ thiền vu, đến lúc đó. Tất cả mọi người đến bị nàng dẫm tại dưới chân. Bao quát cái kia không hiểu phong tình sở dịch. Tam công chúa nghĩ đến nhập thần, trong lúc nhất thời đều quên đem đắc ý của mình thu liễm, bộc lộ ở trên mặt. Vư bằng huyên vừa lúc nhìn thấy, ánh mắt lóe lên một cái. Đêm đó, tam công chúa một mực chờ đợi vư bằng huyên tin tức. Đương nhiên nàng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, chờ đợi mình thám tử đến báo. Nàng thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật, lại không dám thật ngủ, khuôn mặt chịu đến thiếu đi mấy phần nhan sắc. Ngay tại nàng nhanh chịu không được ngủ mất lúc, cuối cùng có người vụng trộn đến báo, nói là Vưu Bằng Huyên đã từ trong cung ra, một vị phụ nhân bị hắn cột, trực tiếp hướng Lạc Thành bên ngoài đi. Trong cung nửa đêm cũng ánh lửa sáng tỏ, tự hồ là phát sinh đánh nhau. Tam công chúa nhịp tim thẳng thắng, một chút sau một chút kịch liệt, nhưng nàng thậm chí khống chế không nổi, ngón tay đều tại rung nhẹ nhẹ. Vưu Bằng Huyên Thành công Hắn là đi chuẩn bị đem triệu quốc mới hoàng đế lại trưởng khống đưa tới tay sao đến cùng là triệu quốc đại tướng quân quyền cao nắm chắc người quả nhiên nàng không có chọn sai có dạng này một tin tức nàng nơi nào còn ngủ được khẩn trương chờ lấy sau cùng tin tức tốt triệu tấn hạ trại tại một chỗ trống trải địa phương chủ trong trướng tại này đêm khuya vẫn sáng đèn hắn một mực dựa bàn đang viết gì bên người phục vụ tới khuyên hai câu cũng không có khuyên ngăn đi cứ như vậy mãi cho đến nhanh bình minh thời khắc bên ngoài đột nhiên vang lên huyên náo là một đại đội nhân mã trực tiếp xông tới, rất nhanh liền có người đến bẩm nói là đại tướng quân đến, cố ý đến hộ giá hồi lạc thành. Triệu tấn dừng lại bút, lông mày có chút nhíu lên, sau đó đem bút ném một cái, ngáp lên nói. Mời tiến đến. Một đêm cứ như vậy đi qua, tam công chúa cũng không thể đợi đến vưu bằng huyên tin tức, nhưng là của nàng người có hồi báo nói là vưu bằng huyên mang người đã đi tân hoàng nơi đặt chân. Trong nội tâm nàng có bất hảo dự cảm, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nắng sớm phá vỡ tầng mây, ánh sáng dịu dịu chiếu sáng tòa thành này. Chẳng lẽ vưu bằng huyên không có đắc thủ? Nàng nhìn chầm chầm cái kia phiến hơi nước trắng mịt mờ quan xuất thần, một cái triệu quốc ăn mặc binh sĩ liền tiến hắn viện tử, trên mặt có không giấu được vui mừng. Công chúa! Chúng ta tướng quân lập tức liền về thành. Mời công chúa hiện tại liền tiến cung. Thật chứ! Tam công chúa kích động đứng lên, tại binh sĩ gật đầu bên trong, nàng lại trầm mặt xuống dưới, xem kỹ bình thường dò xét hắn. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không vưu bằng huy người? Binh sĩ kia trên mặt đều là kinh ngạc, sững sờ một chút sau nói. Công chúa đã nói như vậy, vậy ngài chờ chúng ta tướng quân trở về. Tự hồ vưu bằng huyên cũng không nghĩ tới có tình huống như vậy, không có bàn giao hắn gặp được loại tình huống này muốn làm sao trả lời, không tốt tự tiện làm chủ tam công chúa gặp hắn dạng này, ngược lại là tin năm thành, nhưng vẫn là không có nhã ra, nói ra. Vậy ngươi liền cho ngươi tướng quân đưa tin, tới trước trong phủ tới đón ta. Một canh giờ sau, vương bằng huyên quả nhiên vội vàng trở về, thần thượng áo giáp nhụn huyết, trong tay còn cầm đồng dạng nhụn đầy máu tươi cái túi bên trong tròn vo, giống như là trang. Ai thủ cấp? Đại tướng quân trong tay là. Nàng hỏi một tiếng. Vưu bằng huyên cởi mở cười to còn hướng nàng mở ra miệng túi công chúa tự mình nhìn một cái tam công chúa điều kiên kỵ gì cũng không có nhìn xem nam nhân hăng hái khuôn mặt chúc mừng đại tướng quân chúng ta phải chăng hiện tại tiến cung liền chờ giờ phút này Vưu bằng huyên khẽ vỗ bên hông chui kiếm quay người đi ra ngoài xe ngựa từ đại tướng quân trong phủ lái ra từ đối với bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh hiếu kỳ tam công chúa vụng trộn trêu chọc hạ rèm, phát hiện trên phố lớn căn bản không có một cái triệu quốc bách tính. Tự hồ toàn bộ lạc thành đều rỗng đồng dạng. Nàng lại lần nữa ngồi xuống, lại là hưng phấn đến trong lòng bàn tay đều ướt một mảnh, không để cho nàng tự giác hướng váy áo bên trên xoa xoa, thậm chí là bắt đầu nghĩ đến một hồi làm sao đối mặt bách quan. Còn nghĩ tới nếu như nàng bụng vạn nhất không phải nam hài nhi đâu. Nàng ánh mắt liền rơi trên người vư bằng huyên, nheo lại hai mắt bất kể như thế nào, nàng nhất định đều sẽ sinh hạ Nam Nhi. Bánh xe ép chuyển phiến đá trên mặt đất, phát ra buồn buồn động tĩnh. Thời gian dần trôi qua cửa cung tới gần, khóe miệng nàng không ngừng đi lên dơ lên, lại nhiều lần khuyên bảo chính mình muốn vững vàng. Đợi đến vưu bằng huyên tự mình đến dìu nàng lúc xuống xe, nàng cũng nhịn không được nữa dơ lên cười, đứng tại càng xe bên trên nhìn binh sĩ sang sát phổ thông. Nàng biết, đây là đại biểu triệu quốc hoàng quyền con đường, con đường này, xưa nay không cho phép đám đại thần tùy ý đặt chân. Nhưng hôm nay, nàng một cái bắt hồ công chúa, cũng đứng ở cái này màu mỡ quyền lực của quốc gia trung tâm. Nàng cao cao ngẩng đầu lên, từng bước một mười bậc mà lên. Thế nhưng là đi vài bước, nàng nhìn thấy cao dai phía trên trước đại điện, đứng đấy cả người tư thẳng tắp thiếu niên. Nàng dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt, liền biểu lộ đều bóp méo, toàn thân huyết dịch phản phất đều ngưng kết, từng trận lãnh ý từ bàn chân một mực vọt lên. Nàng bên cạnh người vưu bằng huyên đột nhiên liền chăm chú kềm ở nàng cánh tay, cường độ lớn đến nhường nàng đều coi là muốn bóp nát xương cốt của mình. Mồ hôi lạnh từ cái tráng tinh tế dày đặc trĩ ra, nàng cứng ngắc, cơ hồ là bị vưu bằng huyên cho giật đi lên. Hắn lãnh khóc thanh âm cũng tại bên tai nàng vang lên. Ta biết tam công chúa trong lòng ý kiến gì ta, cho là ta bất quá là tham luyến quyền hành mãn phu có thế ta lại không có thể, cũng sẽ không cùng ngươi một giới ngoại bang nữ cấu kết với nhau làm việc xấu, ta hán tộc Nam Nhi, cũng không phải ngươi có thế đùa bẩn tại bàn tay ở giữa. Ngươi bắt hồ tại trước mắt ta đồ ta người hán thời điểm, ngươi có biết trong lòng ta như thế nào tác tưởng? Ta đang suy nghĩ. Một ngày kia, ta cũng muốn ngươi bắt hồ, nợ máu trả bằng máu. Tam công chúa tại cái cuối cùng trên bậc thang thân thể mềm nhũng một chút, vưu bằng huyên thuận thế thu tay về, nhưng nàng trùng điệp quỳ rạp xuống, còn suýt nữa lăn xuống đi. Kịch liệt đau đớn từ đầu gối truyền đến tam công chúa toàn thân, nhưng nàng cả người đều run rẩy cuộn mình bắt đầu, bị to lớn vui sướng làm cho hôn mê đầu não rốt cục thanh minh một chút. Sắc mặt nàng trắng bệt, cắn răng nói. Vưu bằng huyên. Ngươi nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật vẫn là tại tranh đoạt quyền lực. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền là công thần sao? ngươi sẽ chỉ làm thượng vị giả cho rằng ngươi giỏi về chui mà tính toán. Ngươi sẽ không thành công, ngươi sẽ không được như ý. Nữ nhân một câu cuối cùng cơ hồ là đã dùng hết toàn lực, khàng giọng kiệt lực hô lên, bén nhọn đến đâm thẳng người mà nhĩ. Tác giả có lời muốn nói. Có chút kẹt văn nha đổi mới chậm, hồng bao mưa hồng bao mưa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 94 hắn động. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tam công chúa chỉ trích cùng với lăng lệ, người ở chỗ này nghe đều thần sắc cổ quái nhìn về phía vưu bằng huyên. Chỉ gặp cái kia đứng ở sứ giả trước nam nhân thần sắc ung dung, cũng không vì chính mình phân biệt, xa xa hướng tân hoàng chấp tay xin chỉ thị. Bắc hồ tam công chúa tại lạc thành bày ra thám tử, ý đồ cùng thân là Bắc hồ nhị vương tử huynh trưởng đảo loạn ta triều cương, đụng đến ta triệu quốc căn cơ, còn xin bệ hạ xử lý. Đầu gối đau đến mồ hôi lạnh, Lâm Ly Tam công chúa vào lúc này đột nhiên nhào nhảy dựng lên, đụng vào vưu bằng huyên trên thân, mang theo bị tính kế hận ý ngập trời đến cướp đoạt bên hông hắn trường kiếm. Có thế nàng một nữ tử, ở đâu là võ tướng xuất thân nam nhân đối thủ. Vưu bằng huyên bị nàng va vào một phát sau nhanh chóng đưa tay ngăn chặn chui kiếm, nghi người tránh thoát. Này vừa trốn, Tam công chúa dưới chân không còn thét chói tai vang lên trực tiếp từ cao cao bậc thang lăn xuống dưới. Nàng liền bản năng phản ứng cũng không có, một trận trời đất quay cuồng về sau, ngửa mặt nhìn thấy là xanh thẳm trời trong. Ánh nắng sáng người đâm thẳng lấy nàng hai con ngươi, nàng nhớ tới Bắc Hồ Thiên Không, bảo cắt sau đó, chính là dạng này như bảo thạch đồng dạng trong vắt. Đau đớn trên người bắt đầu từng đợt truyền đến, nhưng nàng tại trong hoảng hốt nghĩ, nếu như mình lúc này trở về hồ, phải chăng đang nằm trên đồng cỏ nhìn vùng trời này? thế nhưng là đã không có nếu như tam công chúa đột nhiên lên tiếng khóc lớn triệu tấn vẫn đứng tại trước cửa điện nghe được tiếng khóc thần sắc trên mặt lạnh lùng đến cực điểm nắm tay giấu ra sau lưng phân phó nói trước cho nàng nhìn tổn thương liền a huynh việc này đại tướng quân sớm cùng ngươi từng có thương nghị liền giao cho ngươi xử lý thiếu niên dứt lời người đã nhanh chân rời đi từ đầu đến cuối cũng không có nhìn vưu bằng huyên một chút không ít đại thần vẫn còn không hiểu trạng thái thật tốt nên đón tân hoàng hồi triều làm sao còn náo loạn tình cảnh như vậy liên vân tiếp lệnh đám đại thần cũng không rời đi đều ghé vào một khối chuẩn bị nhìn cái tra ra manh mối mà triệu tấn là một đường về sau cung đi vương hoàng hậu xa giá mới từ một phương hướng khác tiến cung triệu tấn đi tới thời điểm vừa vặn nhìn thấy nàng bị cung nhân vịnh xuống xe gần hai tháng chưa từng thấy qua nữ tử bụng dưới đã hở ra đường cong hành tẩu gặp động tác chậm chạp mang theo một chút vụng về cực kỳ giống nàng vừa mới tiến cung lúc cái gì cũng đều không hiểu ngốc dạng triệu tấn kìm lòng không được tăng tốc bước chân vương mộ nghiên người bên cạnh cũng phát hiện tân hoàng thân ảnh có cung nhân ngạc nhiên nói cho nàng vương mộ nghiên dừng lại một lát trông thấy cái kia hướng chính mình đi tới thiếu niên rất nhanh nhưng lại nâng lên bước chân trực tiếp bước qua cánh cửa Triệu tấn tại nàng xem qua tới thời điểm, ý cười đã tại trong mắt lan tràn, hạ khắc ngay tại nàng trực tiếp đi vào cửa cung cử động bên trong không còn sót lại chút gì. Nàng nhìn thấy chính mình, tại sao không có dừng lại đón lấy. Trong lòng liền dâng lên một cổ nói không rõ ràng bất mãn, tự hồ còn mang theo ủy khuất. Sắc mặt hắn trầm xuống, bước nhanh đuổi tiến đến. Vương mộ nghiêng đã đi vào đại điện, trực tiếp tiến phòng ngủ. Nàng tại triệu lạc quân rời đi lạc thành thời điểm, liền mượn đưa tiễn cung phi cơ hội đem nàng cũng mang rời khỏi cung liền là triệu lạc quân không tại triều biểu diễn tại nhà sinh biến cố gì việc này làm được cực giữ bí mật liền lưu thái úy cũng không biết tại bên ngoài những ngày này nàng ngày ngày cũng nơm nớp lo sợ lo lắng triệu lạc quân lo lắng triệu tấn bây giờ trở lại hoàng cung nhìn thấy cái kia đã lâu thiếu niên nàng tâm tình ngược lại không có biến tốt thậm chí còn dâng lên vô danh lửa nàng đi vào tẩm điện sau, tự mình động thủ đem ngoại bào trước thoát, trên đầu vốn cũng không có mang vướng víu vật trang sức, đem dây cột tóc co lại, đảm nhiệm tóc dài đen nhánh tản mát. Triệu tấn tại một mảnh quỳ xuống làm lễ thanh âm bên trong đi vào tẩm điện, vừa vặn trông thấy nàng ngồi tại bàn trang điểm trước tháo tóc động tác. Trong gương đồng có nàng mơ hồ hình dáng, hắn thấy không rõ biểu lộ, đi thẳng tới phía sau nàng, tại nàng nắm lên lượt thời điểm một tay đặt tại nàng trên mu bàn tay ta trở về. Vương mộ nghiên mu bàn tay bị thuộc về hắn nhiệt độ bao vây lấy, động tác dừng lại, sau đó mới quay đầu lại, cho hắn một cái nhàn nhạt cười. Cung nên bệ hạ hồi triều. Nàng thanh âm ôm nhu, dáng tươi cười vẫn như cũ, có thế triệu tấn tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú phát giác được có cái gì cùng trước kia không đồng dạng. Hắn có chút thiểm thần, tìm tòi nghiên cứu đánh giá nàng. Nàng vào lúc này đã từ trong lòng bàn tay hắn bên trong tránh thoát, quay đầu lại, chấp nhất ngọc chảy một chút một chút chảy vuốt tóc. Trên người nàng mặc tuyết trắng quần áo trong, tóc đen như là mực đậm bình thường, bạch bạch, hắc hắc, vào lúc này va chạm ra một loại cực nồng liệt phong tình. Triệu tấn nhìn qua bối cảnh sau lưng của nàng, tại cái kia rõ ràng hai màu bên trong miếng miếng môi, lại đi nắm chặt nàng chảy đầu tay, trầm giọng hỏi. Ngươi đang tức giận. Hắn không phải người ngu, đã cảm thấy nàng đối với mình lãnh đạm nguyên nhân. Xưa nay nàng, chỉ cần trông thấy chính mình, trong mắt chính là như là có tinh hà đang ngưng tụ, cuối cùng tản ra lóa mắt bỏng mắt ánh sáng. Hắn thường thường bởi vì nghĩ đến chính mình về sau dự định, mà thật không dám nhìn thẳng như thế một đôi mắt. Hắn biết mình là đang lợi dụng như thế một cái vô tội nữ tử, thậm chí đến cuối cùng, mặc kệ nàng có hay không sinh hạ hoàng tôn, nàng đều có thể sẽ chết tại trong tranh đấu. Cho nên đối nàng cũng có được ấy nấy. Bây giờ hắn trở về, hắn biết mình có thể cho nàng một cái an ổn cùng tôn vinh nhưng nàng lại là đang tức giận liền nhìn ánh mắt của mình cũng thay đổi triệu tấn miếng miếng môi đem ngọc chải từ trong tay nàng cướp đi ba một chút quãng bàn trang điểm bên trên thanh âm thanh thúy quanh quẩn trong phòng nhường bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên ngưng trọng vương mộ nghiêng nhìn qua cái kia bị ngã ra một tia khe hở ngọc chải mi tâm cũng hơi nhúc nhích một chút nhớ tới tính tình của hắn triệu tấn người ở bên ngoài trước mặt cho tới bây giờ đều là ôn nhuận quý nhã, có thế nàng là gặp qua hắn lãnh khốc, chỗ hắn đưa cung nhân ngoan lệ dáng vẻ, hắn sinh tiên đế khí liền khuôn mặt đều giữ tận bộ dáng. Nàng đều gặp qua. Nàng tay không tự giác nắm thành quyền, đang suy nghĩ hắn khẳng định phải trách cứ chính mình đi. Dù sao nàng liền là một cái bình thường bách tính, bán mình thành nô, có thể lên làm hoàng hậu, tất cả đều là bởi vì hắn nhất niệm. Bây giờ hắn trở về, về sau tự nhiên sẽ lại có người vì hắn sinh con dưỡng cái. Cho nên, nàng đã không phải là trọng yếu như vậy, bây giờ còn dám cho hắn sắc mặt nhìn. Nàng có chút sợ hãi, có thế sợ hãi không phải nhường nàng khuất phục nguyên nhân, nàng liền là tức giận, nàng cũng nên tức giận. Vương mộ nghiêng dùng sức siết chặt nắm đấm, người bên cạnh lại là thấp xuống dưới, nàng cảm giác được hở ra bụng ở giữa dáng lên ấm áp. Hắn tại nàng bên cạnh người ngồi xuống, không có một tia đế vương dáng vẻ, một tay thăm dò qua đến, trong lòng bàn tay dáng nàng bụng. Bốn tháng rồi. Hắn cảm khái tựa như nói nhỏ. Vương mộ nghiêng đột nhiên hốc mắt mỏi như. Hắn lại nói ra. Hắn có náo ngươi sao? Ta gặp A tỷ nôn ngén, khuôn mặt đều trắng bệt trắng bệt, ngươi đây, rất vất vả đi. Nàng miếm chặt môi, không nói lời nào, khóc mắt đã nhuộm ẩm ướt ý, dính tại lông mi thật dài bên trên, nhưng trước mắt nàng đều trở nên mơ hồ vương mộ nghiêng tức giận cũng có thể nói chuyện thanh âm hắn trở nên nghiêm túc ngươi nếu là tức giận ngươi muốn nói thẳng ra không phải ta làm sao biết đâu ta về sau khả năng không có giống trước kia có công phu cùng trống không thời gian có thể phát hiện ngươi tức giận phát hiện ngươi lại bị người khi dễ sau đó ngươi đợi thêm đến ta cho ngươi chỗ dựa mà lại ngươi bây giờ là hoàng hậu thê tử của ta ngươi về sau nên phụ trợ ta, không thể lại tránh đằng sau ta. Liền tức giận cũng không dám nói rõ, ngươi liền cái xứng chức hoàng hậu cũng làm không được. Vậy ngươi liền phế đi ta. Nàng bá một chút đưa tay, đem hắn đẩy ra. Triệu tấn không xử trí, lại là bị nàng đẩy đến ngồi trên đất, trên mặt một trận kinh ngạc. Ai da, hắn nuôi nhóc đáng thương thế mà còn động thủ. Đem người đẩy ra sau vương mộ nghiêng cũng là sững sờ, không biết là gấp vẫn là bị hắn những cái kia lời nói khí, nước mắt cột cột rơi đi xuống, một đôi mắt to nhìn hắn chầm chầm dứt khoát vò đã mẻ không sợ sức mắng. Xứng chức không xứng chức lại như thế nào, ta còn không muốn làm cái này hoàng hậu đâu. Là ai làm cho ta không có lựa chọn? Ngươi không phải liền là nhìn ta dễ khi dễ, mặc cho ngươi nắm thôi, ngươi nhất hỗn đản. Triệu tấn ngồi dưới đất, không có đứng dậy, nghe nàng chửi mình, thế mà còn nghe vui vẻ nàng tuyệt không ngốc, đây không phải còn biết tự mình tính kế nàng, là bởi vì nàng dễ khi dễ. Triệu tấn phốc liền cười, cười đến đầu vai đều một đứng thẳng một đứng thẳng. Đã làm tốt nên đón hắn tức giận vương mộ nghi ngược lại 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 sững sờ, nhìn trước mắt bật cười thiếu niên, không biết có gì đáng cười. Triệu tấn cười đủ mới từ trên mặt đất xê dịch, trực tiếp ngồi tại nàng bên chân, lại đưa tay đi sờ nàng bụng. Mẫu thân ngươi cũng biết mắng người, không phải lấy trước kia cái bé thỏ trắng. Vương mộ nghiêng nơi nào nghe không hiểu đây là tại treo gẹo chính mình, khuôn mặt đỏ bừng lên, lá gan cũng càng phát ra lớn, muốn hất ra hắn tay. Hắn hô to một tiếng. Đừng nhúc nhích. Dọa nàng giật mình, còn chưa khô nước mắt lại lần nữa cột cột rơi đi xuống. Triệu tấn ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn, hắn. Vừa rồi động. Ai động? Vương Mộ Nghiên còn tại tâm tình của mình bên trong không có kịp phản ứng, nhìn thấy hắn thế mà liền mặt đều kéo đi lên, hai tay nắm cả eo của nàng, nhưng nàng toàn thân cứng ngắc không dám động. Đáng tiếc Triệu Tấn hồi lâu cũng không tiếp tục cảm nhận được vừa rồi như thế đánh vào lòng bàn tay động tác. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Vương Mộ Nghiên nước mắt còn chưa khô đâu. Nắm lấy tay áo, kết bỏ tại trên mặt nàng xóa một thanh, hừ cười nói: "Có thể, rất lợi hại." có chút hoàng hậu uy nghiêm. Ngươi có thể tiếp tục ỷ sủng mà kêu, tức giận liền mắng ra, nghĩ khi dễ ai cũng đi. Vương mộ nghiên bị hắn ống tay áo bên trên theo thù quấn lại trên mặt ngứa một chút, đến cùng nhịn không được, bật cười. Triệu tấn liền thuận thế đem nàng kéo một cái, từ trong ghế cho kéo đến trong ngực, cúi đầu nói. Ta a tỷ đến bây giờ cũng không thế nào để ý đến ta, ta chưa từng có như vậy đáng thương quá, hiện tại liền ngươi cũng không để ý tới ta, Ta liền thật sự là người cô đơn. Các ngươi đều cảm thấy ta kia là sai, có thế ta không cùng hắn đồng quy vu tận, ta cũng khó mà bước qua chính mình giết cha một cửa ải kia. Thiên địa bất dung a, à, ta liền sợ có báo ứng, sợ ông trời nhất thời cũng thất thần, đem báo ứng rơi xuống cùng ta tương quan những người khác trên thân. Cho nên vẫn là một mình ta gánh chịu đi. Hắn chưa từng có cùng người nói qua đáy lòng những lời này. Hắn lúc ấy sợ sao? bây giờ trở về nghỉ, hẳn là có sợ, chỉ bất quá cừu hận nhiều hơn sợ hãi. Không, bệ hạ không phải ngươi giết. Liên đại nhân đã cho trưởng công chúa nói rõ ràng, bệ hạ là hắn thúc đẩy biển lửa, mà lại cho dù ngươi không động thủ, chậm thêm trên một tháng, bệ hạ cũng sẽ dược thạch không y, liên đại nhân nói. Hắn cùng ngươi cãi lộn sau, tại bệ hạ ăn uống cùng chén thuốc bên trong đều động tay động chân, nhưng ngươi vẫn là động thủ trước. Vương mộ nghiêng hít mũi một cái, ông ông nói. Triệu tấn sững sờ. Liên vân từ đám cháy rời đi sau, liền cùng hắn một mực tại cùng nhau, nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói hạ dược một chuyện. Liên vân mặt, vì cứu hắn cũng bị thương. Là sợ hắn càng ấy nấy, cho nên mới chưa hề nói. Triệu tấn lại trầm thấp cười ra tiếng, quay đầu ngay tại nàng còn dính lấy nước mắt trên mặt hôn một cái. Cám ơn ngươi nói cho ta. Vương mộ nghiêng liền bên tai đều đỏ, thân thể mềm nhũng nửa bên, không còn mới như thế khí thế hung hăng lập trường, cũng nhớ không nổi tới mà tức giận. Triệu tấn bồi tiếp vương mộ nghiêng nghỉ chân chỉ chốc lát, từ ngủ say nữ tử bên người chậm rãi ngồi xuống, ngủ lại thay quần áo chuẩn bị đi thảo luận chính sự điện. Trước khi đi, hắn lại trở lại trước giường nhìn mấy lần nàng thơm ngọt ngủ nhang. Hắn ánh mắt đảo qua mặt mày của nàng, chính mình cũng có chút nghĩ không thông rõ ràng chỉ có thể coi là thanh tú nữ tử, hắn là thế nào tại nàng tiến cung sau liền chú ý tới đâu. Là bởi vì ngay từ đầu nàng ngốc đến làm cho người không đành lòng. Chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, càng rõ ràng hơn trong xương mình tàn nhẫn. Rõ ràng là yêu thích nàng, vẫn là đem nàng kéo đến trong nguy hiểm. Hắn ánh mắt rơi vào nàng bụng to ra bên trên, nghĩ đến chính mình cố chấp, khi đó hắn nghĩ đã muốn cốt nhục, cũng chỉ có thể là nàng. Cố chấp lại lãnh khốc, mặc kệ nàng ý nguyện muốn lưu lại một cái duy nhất có thể tương quan liền hài tử dạng này người ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đi liền hắn a tỷ đều cảm thấy hắn trường sai lệch triệu tấn nhìn xem trong lúc ngủ mơ nữ tử mỉm cười cũng là bởi vì ngươi đủ ngốc mới sẽ không thật sợ hãi ta đi liên vân tại thảo luận chính sự trong điện sớm chờ đã lâu lưu tại trên điện còn có lưu thái úy cùng vưu bằng huyên triệu tấn chậm rãi đi đến bậc thang tại cao vị ngồi xuống, nhìn xuống bọn hắn. Bắc hồ công chúa như thế nào? Ngày xưa cái kia ôn nhuận thái tử, bây giờ một thân huyền bào, khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, thần sắc lại trở nên uy nghiêm lại lãnh khốc, cùng lúc trước tưởng như hai người. Lưu thái úy nhìn dạng này triệu tấn đồng dạng, không biết nghĩ đến cái gì, mi tâm nhảy một cái, vội vàng thu tầm mắt lại. Liên Vân sớm đã thành thói quen nói trở mặt lật sách đồng dạng triệu tấn hai người có chỗ hợp tác thời điểm là hắn biết thiếu niên này vô hại bề ngoài hạ cất giấu bí mật gì hắn trả lời bẩm bệ hạ bắt hồ công chúa bởi vì lăn xuống bào thai trong bụng khó giữ được cho dù không có lăn xuống này thai cũng bất ổn tiên đế đã sớm không thích hợp lại để cho hậu phi thai nén đây cũng là hậu phi nhiều năm cơ hồ không còn gặp người sinh dục nguyên nhân tiên đế thân thể một mực là hắn chăm sóc hắn so với ai khác đều rõ ràng Tiên đế sớm tại Hằng Vương sau khi sinh, liền xuất hiện mau bệnh, lúc ấy là có y án tại ghi chép, hắn đã từng điều tra. Nhưng là tiên đế vì sao tại Hằng Vương sau khi sinh, dòng dõi chật vật nguyên nhân, hắn liền không có quá sâu truy tra. Có thể là Trần Hậu, lại hoặc là Nguyên Hậu. Không phải một mực tại trong cung sống an nhàn sung sướng đế vương, không khả năng sẽ có bệnh như vậy rễ. Triệu tấn nghe vậy trên mặt như củ thần sắc lãnh đạm, đối vấn đề này tuyệt không quá nhiều quan tâm mà là nói ra đã chứng cứ đầy đủ đem người áp giải hồi bắc hồ trẫm tự mình cho bắc thiền vu đi tin một phong về phần cái kia đánh lén thượng quận nhị vương tử thái úy truyền tin đến thượng quận quân doanh bắt sống không cho phép giao trả lại cho bắc hồ thái úy trong lòng rung lên luôn mồm xưng vân có chút sầu lo nói không biết bây giờ thượng quận tình huống như thế nào đến bây giờ cũng không có truyền về tin tức Triệu Tấn cười lạnh nói. Trẫm ngoại tổ tại trên lưng ngựa lúc, cái kia nhị vương tử còn không biết ở nơi nào khóc nải ăn, nghĩ tập kích nơi nào có dễ dàng như vậy, huống chi đã sớm biết được tình huống, đưa tin tức quá khứ. Tân Hoàng mắng chửi người cũng rất lợi hại, Lưu Thái Úy cúi đầu sờ lên cái mũi, cùng mắng phế quốc trưởng lão thất phu trưởng công chúa quả nhiên là tỷ đệ A. A, còn có cái lợi hại hơn sở dịch vương bằng huyên đang nghe thượng quận sớm biết đánh lén tin tức lúc một trái tim trùng điệp nhảy một cái nguyên lai tân hoàng là tại càng đã sớm hơn biết tam công chúa cùng nhị vương tử có dị dạng hắn tưởng rằng tại chính mình đêm đó tìm liên vân sau tân hoàng mới phát hiện sự tình như thế vừa suy tính là tân hoàng cùng liên vân sớm cũng đã tại phòng bị hết thảy vương bằng huyên phía sau liền toát ra mồ hôi lạnh thoáng chốc đều đem quần áo trong cho thấm ướt đại tướng quân. Vưu bằng huyên đỉnh đầu liền truyền đến tân hoàng thanh âm, để hắn làm tức đứng lên, thần tại. Đại tướng quân có công, trẫm nhất định luận công hành thưởng. Thần có tấu khởi bẩm bệ hạ. Vưu bằng huyên đi đến trung ương, quỳ xuống, trên thân lấy ra một bản tấu chương cất giọng nói, thần đã cao tuổi, không thích hợp thống lĩnh chúng quân, cho nên thần cả gan, còn xin bệ hạ cho phép thần giải ngũ về quê. Tam công chúa nói không sai tam công chúa lợi dụng hắn hắn không phải là không lợi dụng nàng hắn muốn lợi dụng nàng để cho mình trong triều một lần nữa chiếm được đế vương tinh một bề đợi thêm cao vị thế nhưng là thê tử một phen lại nhắc nhở hắn hắn còn có vợ con từ xưa ủng binh tự trọng quyền thần hạ tràng có mấy cái là kết thúc yên lành thậm chí là liên lụy vợ con bây giờ lại nhìn tân hoàng dù còn chưa kịp quan có thế cũng không phải là tiên đế như vậy ngu ngốc lại dẫn cùng tiên đế đồng xuất một triệt lãnh khốc. Dạng này đế vương, không phải hắn có thể chi phối. Hắn lựa chọn tốt nhất, liền là triệt để buông xuống quyền hành, nhưng đế vương tín nhiệm, dạng này con cháu của hắn hậu đại khả năng còn có tốt hơn đường ra. Bây giờ của cải của nhà hắn, cũng đủ hậu nhân không lo, hắn làm gì đi bốc lên hao tổn thân tộc rủi ro. Triệu tấn nhìn chầm chầm hắn trong tay dân sớ, nghiền ngẫm cười một tiếng, trầm mặt một lúc lâu sau, đến cùng là nhường nội thị đi đón quá trình lên. Bất quá cũng không có nói rõ ràng là ứng, vẫn là không có ứng. Thẳng đến Triệu Tấn đăng cơ đại điển thời gian chỉ cần một ngày lúc, Vưu Bằng Huyên cũng còn không có có thể được đến một cái hồi phục, đành phải mỗi ngày đúng giờ đến vào triều. Ngay tại ngày hôm đó, Triệu Lạc Quân cũng rốt cục chạy về Lạc Thành. Mặc dù đã ngay tại trên đường biết được hết thảy thỏa đáng, thượng quận cũng sớm đưa đi tin tức nhưng nàng vẫn là liền nghỉ ngơi cũng không đoái hoài tới, nhìn thấy đệ đệ cùng Liên Vân, hỏi được rõ ràng minh bạch mới xem như bỏ xuống trong lòng khối đá lớn kia. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện không đúng, nhìn về phía Liên Vân, thần sắc không rõ nói ra. Đã Liên Vân ngươi lúc đó đã đưa tin đến Thượng Quận, mà đêm đó Đại tướng quân cũng tìm ngươi thẳng thắng tam công chúa hành vi, vì sao ngươi đang cho ta đưa tin thời điểm chỉ nhắc tới Thượng Quận khả năng nguy hiểm cho. Liên Vân đang chuẩn bị uống một ngụm trà thấm giọng nói, nghe được nàng đột nhiên nổi lên chất vấn, động tác cứng đờ. Triệu Lạc Quân nheo lại hai mắt, cười một tiếng. "Ngươi là cố ý để cho ta hiểu lầm, tốt từ đất thục trở về. Không muốn để cho nàng tại Ngụy Trùng nơi đó đợi đến quá lâu." Liên Vân gật gật đầu. "Dù sao ngươi một nữ tử, đi đất thục, bệ hạ trở về, nhưng không thấy ngươi trở về, ngươi thanh danh bất hảo." Sở Dịch nghe vậy, Thủ hồi nhìn Liên Vân thuận mắt, vỗ đùi nói. Cũng không liền là cái này lý. Thế mà không dứt. Triệu lạc quân tức giận đến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn làm tức im lặng. Bất quá nàng đến cùng không nói gì nữa, Liên Vân cách làm xuất phát từ lập trường của hắn tới nói là đúng. Nàng chậm rãi cảm xúc, nhìn về phía đệ đệ. Ngụy trùng đem đất thuộc hổ phù trả, ta hôm đó đáp ứng hắn, sẽ đem hòa thị sự tình chiêu cáo thiên hạ, đạo này ý chỉ ngươi đến mô phỏng đây là một thứ hai là ngụy trùng nên được đến bọn hắn hòa thị lúc trước liền nên đến vinh dự ta muốn cho hắn khác họ vương tước vị a tấn nghĩ sao triệu tấn cũng nghĩ qua những này cảm thấy hợp tình hợp lý a tỷ suy tính được đúng ngoại trừ khác họ vương ta cũng còn có chính mình một cái khác cân nhắc triệu lạc quân liền nhìn sang yên lặng chờ đoạn dưới không muốn nhìn thấy hắn cười thần bí cái này a tỷ ngày mai liền biết. Nói xong Ngụy Trùng, Triệu Lạc Quân nhìn Liên Vân một chút, lại nói: "Không có ngươi liền a huynh, cũng không có ngươi hôm nay ngồi cao long ỷ, cho nên ngươi đừng quên ngươi a huynh cái kia một phần." Triệu Tấn vẫn như cũ là gật đầu, bất quá thần sắc trở nên có chút cổ quái, ánh mắt rơi trên người Sở Dịch. Sở Dịch trở thành đại tư mã, nhưng lẽ ra còn nên phong thưởng tước vị. A tỷ làm sao duy chỉ có không có đề tỷ phu hắn? là bởi vì cảm thấy nên tránh hiềm nghi hắn a tỷ không phải như vậy tính tình mới đúng tỷ phu năng lực gì nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sở dịch phát giác được hoàng đế tiểu cửu tử nhìn chính mình ngẩng đầu liền đối đầu hắn ánh mắt đọc hiểu trong mắt của hắn nghi hoặc liền vội vàng lắc đầu là ra hiệu hắn không muốn hỏi đến triệu tấn đành phải xem như chính mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩ lưu lại triệu lạc quân trong cung trước ở lại lại sai người chuẩn bị đồ ăn cho A tỷ bày tiệc mời khách. Hai tỷ đệ ở chung xưa nay không câu thúc lễ nghi quy củ, trực tiếp để cho người ta đem đồ ăn truyền đến hoàng hậu trong cung đi. Sở dịch nhìn thấy vương hoàng hậu ra đón lấy, còn hướng triệu tấn ngọt ngào cười thời điểm, đột nhiên ý thức được, triệu tấn tự hồ đem vương hoàng hậu hống tốt. Ở trên đường trở về, triệu lạc quân còn cùng chính mình lo lắng nói, không biết vợ chồng trẻ có thể hay không náo không thoải mái. Nhưng là nàng lại là giúp lý không giúp thân nhân, cho nên không có nói cho Triệu Tấn hoàng hậu tức giận nguyên nhân, liền là muốn để chính Triệu Tấn biết sai lầm. Kết quả, lúc này mới mấy ngày, hai người liền ngọt ngào mật mật rồi. Sở Dịch ánh mắt nặng nề, trong lòng nhất lên cuồng phong sóng lớn. Liền Triệu Tấn này cái rắm hài tử đều hống tốt nàng dâu, chỉ có hắn còn tại bị một cái sách nhỏ dày vò lấy. Mà lại ở trên đường trở về, hắn mới vụng trộn tăng thêm hai đạo gạch ngang gậy liền bị phát hiện triệu lạc quân đến bây giờ đối với hắn cũng xa cách nhưng hắn tại vừa rồi triệu tấn muốn cho luận công hành thưởng thời điểm cũng không dám mạo hiểm đầu triệu lạc quân tự nhiên cũng nhìn thấy đệ muội lại khôi phục lại lấy trước kia loại thấy một lần đệ đệ liền hai mắt mạo tinh tinh trạng thái đương nhiên cũng đoán được hai người hòa hảo như lúc ban đầu nàng thật không có sở dịch nội tâm như vậy nhiều phong phú ý nghĩ cùng chua chỉ thay hai người cao hứng tại dùng quá sau bữa ăn, sở dịch tìm cái thời cơ, đem triệu tấn kéo đến một bên. Ngươi làm sao đem hoàng hậu cho hống cao hứng? Triệu tấn lúc này liền hiểu, hóa ra tỷ phu hắn dỗ hắn a à tỷ lâu như vậy, còn không có đem người hống tốt. Người này là có bao nhiêu đần, lần trước còn ba ba cho mình lên lớp đâu. Triệu tấn nội tâm kinh bỉ trong cái này bên ngoài đều cẩu thả hán tử, đem ngày đó cùng hoàng hậu nói cái gì, đều nói cho hắn biết, cả hữu cũng không có cái gì tốt giấu giếm nữ nhân chẳng phải sủng ái liền tốt sở dịch sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu buổi tối triệu lạc quân cũng còn ở lại trong cung mẫu thân hắn cũng còn tại trong cung tự nhiên là bồi tiếp lưu lại chuẩn bị ngày mai đăng cơ đại điển sau đem mẫu thân lĩnh đi về phần đêm nay hắn cũng có chuyện trọng yếu hai người đang tắm sau đó liền sớm ngủ lại sở dịch mặc dạng mày dày ôm lấy nàng triệu lạc quân một đường buông ba, mệt đến lười nhác đẩy hắn ra. Hắn một cái tay liền dán vào nàng trên bụng, hắn thường thường cũng có động tác như vậy, nàng cũng lười để ý tới. Tại trong yên tĩnh, đột nhiên hắn hô lớn một tiếng. Quân quân, hắn động. Triệu lạc quân bị dọa đến giật mình, suýt nửa nhất chân liền đạp tới, chờ sau khi lấy lại tinh thần, vẫn là một cước đem hắn đạp xuống dưới. Hài tử nơi nào sẽ sớm như vậy động mới đưa đem 3 tháng. Hắn lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân, vì hống nàng cao hứng, còn muốn cầm hài tử đến đánh thân tình bài a. Ngồi dưới đất Sở Dịch mang mang nghiêng. Tác giả có lời muốn nói. Sở Dịch. Vì mao chiêu này không dùng được. Triệu Tấn. Ta không phải nhường học cái này. Triệu Lạc Quân. Gặp được một cái thấp e quy nam nhân, tâm thật mệt mỏi. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95 Hắn đến bây giờ còn không danh không phận. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 95 làm sao đến nàng trên thân liền không dùng được đây. Sở dịch bị một cước đều đạp phủ, ngồi dưới đất thật lớn sẽ, kịp phản ứng chính mình không để ý đến hoàng hậu cùng triệu lạc quân hài tử tháng, rốt cục hậm hực đứng lên lại trở lại trên giường, Triệu Lạc Quân đã nghi người trong triều nằm, đối sau lưng truyền đến động tĩnh không nhiều để ý tới, khi hắn một đôi đại móng vuốt lại nắm vào chính mình thân eo bên trên lúc, đưa tay ba cho hắn một chút. Quân quân. Nam nhân mang theo ủy khuất hô một tiếng. Nàng như cũ cầm lưng lạnh như băng đối hắn, đem đánh người tay cũng thu hồi đặt ở gương mặt một bên, không nghĩ ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Từ lúc mang thai đến nay, nàng đối mùi liền mười phần mẫn cảm, để nàng làm tức nhìn về phía bàn tay, phát hiện trên ngón tay dính máu mới. Từ đâu tới? Nàng đột nhiên ngồi dậy, bởi vì động tác quá nhanh, trước mắt còn đen hơn một chút. Sở dịch còn tại ảo não chính mình vừa rồi phạm xuẩn, kết quả gặp nàng ngồi dậy, vội hỏi. Là muốn đi tiểu tiện vẫn là đói bụng. Nàng mím chặt môi, đi bắt hắn tay phải. Chiếu nhập tầng tầng trướng mạng bên trong ánh đèn lờ mờ, nàng mượn quan không nhìn thấy vết thương, ánh mắt nhất chuyển, lại nhìn hắn chống tại một bên tay trái, trên mu bàn tay bỗng nhiên có cái miệng máu. Ngươi không biết đau sao? Trên tay làm sao lại thụ thương rồi? Kinh nàng nhắc nhở, sở dịch mới thuận nàng ánh mắt cúi đầu xem xét, nhìn thấy chính mình chính bốc lên huyết mu bàn tay, sửng sốt. Hắn rất nhanh giơ tay lên, phóng tới bên miệng lơ để mút một chút. Cúi đầu lại nhìn, là một đạo chỉ giáp trưởng cửa, bị mút đi huyết lại lần nữa xông ra làm sao quát chính hắn cũng không hiểu triệu lạc quân nghĩ đến chính mình vừa rồi đem hắn đạp xuống dưới có phải hay không đụng phải thứ gì nàng nhanh chóng trêu chọc xong nợ mạng cẩn thận từng ly từng tí hướng bên giường chuyển đi hắn rắn chắc cánh tay lại là ngăn ở nàng trước người ngươi đừng nhúc nhích ta xem trước một chút là cái gì đừng đem ngươi cũng ghim ngươi nhưng so với ta kiều nộn nhiều sở dịch vừa nói bên ngủ lại đầu tiên là lục lọi mép giường ngón tay sờ đến một khối nho nhỏ bất bình cửa, ngồi xuống xem xét phát hiện đầu nguồn. Còn tốt ngươi lên giường lúc không có thổi mạnh, nơi này làm sao nứt ra, bọn hắn bình thường cũng không biết kiểm tra sao. Hắn ở trong tối dưới ánh sáng tinh tế nhìn mấy lần, sau đó níu lại đệm chăn, đem vị trí kia ngăn cản bên trên, đứng lên thoải mái mà nói. Tốt, ngươi xuống tới cũng không sợ thổi mạnh. Triệu lạc quân một mực ngồi ở trên giường, nhìn xem hắn thận trọng kiên trì giường, nhìn xem hắn đem vết nứt ngăn lại, nhìn xem hắn sau khi làm xong ý nghĩ đầu tiên vẫn là không thể để cho mình bị thương. Tâm hồ bên trong liền tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, gợn sóng mang theo ấm áp, cái kia cổ ấm áp giống như là từ đáy lòng vọt tới hốc mắt bình thường, nhưng nàng hai mắt nóng hổi. Sợ dịch sợ che đến không đủ chặt chẽ, lại dắt đệm chăng. Nàng giang hai cánh tay liền ôm cổ của hắn, chui đầu vào hắn cổ, thở dài giống như thấp giọng nói, ngươi cũng không biết trước cố miệng vết thương của mình sao. Dứt lời, ngủ lại lôi kéo hắn ngồi vào một bên. Bên ngoài có người trực đêm, rất nhanh liền đưa tới nước nóng cùng thuốc trị thương. Triệu lạc quân cúi đầu cho giúp hắn đem trên vết thương vết máu cho lau sạch sẽ, động tác êm ái cho hắn bên trên thuốc trị thương. Rõ ràng liền có thể thật tốt sinh hoạt, nhất định phải có khi xính tiểu cơ linh, luôn luôn biến khéo thành vụn, gọi nhân sinh khí nàng so với hắn thấp có nhanh một cái đầu, lúc này ngồi tại hắn trước mặt, gần trước giúp hắn nhìn tổn thương, cúi đầu thời điểm đỉnh đầu liền thỉnh thoảng cọ lấy hắn cái cầm. Nhung nhung mềm mềm xúc cảm, để cho lòng người đều có thể biến tốt. Hắn tại nàng lại nhảy bên trong mỉm cười, đột nhiên liền đem người lôi đến trong lồng ngực của mình, che chở eo của nàng, cúi đầu liền ngậm nàng vành tay một chút. Vậy ngươi không nên tức giận. Ta biết chính mình có đôi khi yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, chó tính tình đồng dạng, có thế kia là khống chế không nổi. Liền cùng xé lá thư này, nghe được ngụy trùng lại để vang cầu cưới, ta đều sẽ phản ứng đầu tiên là ngươi có thể sẽ đáp ứng. Ta chính là đối với mình không có tự tin, bọn hắn cái nào không thể so với ta ưu tú. Cũng liền ngươi liệt nữ sợ quấn lan, cũng liền ta duy nhất ưu điểm là da mặt dày lấy chút, mới đem ngươi lấy được tay. Hắn hô hấp đảo qua nàng bên tai, nóng một chút còn hướng lỗ tai bên trong chui, gọi nàng mềm nhũng nửa bên thân thể. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, thong trắng ngón tay níu lấy hắn vạt áo, thầm suy nghĩ. Hắn này không phải cũng sẽ nói lời yêu thương sao, nói đến ngay thẳng, một cái làm chữ chân thực gọi người mặt đỏ tới mang tai. Hắn gặp nàng không nói lời nào, hôn vào nàng sau tai. Quân quân, không tức giận có được hay không? Bắt đầu phát huy hắn da mặt dày công lực, bưng lấy mặt của nàng, nói một câu hôn một cái. Triệu Lạc Quân bị hắn huyên náo gương mặt đỏ bừng, bị hắn lại mút lại gặm cánh môi đỏ tươi y lệ, trao lên lấy suy nghĩ gốc nghệ hắn. Gia nhân mặt như phù dung, một ánh mắt liền có phong tình vạn chủng, sở dịch hô hấp trì trệ, ánh mắt yếu ớt. Câu kia có tức giận không cũng quên nói tiếp, lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi của nàng, như là hạng hán đã lâu gặp cam lộ, thật lâu cũng không nguyện ý buông ra. Triệu Lạc Quân ngón tay chăm chú níu lấy vạt áo của hắn bởi vì dùng sức đốt ngón tay đều tại trắng bệt, hạ khắc thân thể rung lên, hai tay cũng mất lực trượt xuống. Là hắn bàn tay chẳng biết lúc nào lũng nàng mềm mại, lòng bàn tay nóng hổi, nhưng nàng kìm lòng không được run rẩy, tự hồ chính mình cũng tại hắn trong lòng bàn tay mềm hóa thành nước. Đèn đuốc yếu ớt, an tĩnh trong phòng không biết là ai trước lộn xộn hô hấp, tại này giữa hè ban đêm tình mê ý loạn. Ngươi còn tức giận phải không? sở dịch tại lý trí đánh mất một khắc cuối cùng rốt cục gian nan từ nơi này kịch liệt hôn rút lui, toàn thân căng cứng ôm nàng, chui đầu vào nàng cần cổ bình phục. Triệu lạc quân miếm mím môi, mềm mại tay dán tại bộ ngực hắn vị trí, cảm thụ được trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Nàng hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Người này ngay tại lúc này làm sao lại yêu vờ ngớ ngẩn đâu? Sở dịch trái tim lại thẳng thắn nhanh chóng nhảy lên mấy lần, ngửi ngửi nàng trong tóc mùi hương, đen nhánh đôi mắt bên trong có nồng đậm tán không ra ý cười. Hắn liền lại quấn quýt si mê thật lớn sẽ môi của nàng, thở như trâu đem nàng ôm hồi trên giường, nắm qua chăn cho nàng đắp kín, chính mình quay người liền hướng tịnh phòng đi. Triệu lạc quân không có kịp phản ứng hỏi. Ngươi làm gì đi? Hắn cũng không chút nào tị húy. Giải quyết ngươi bây giờ không giải quyết được sự tình. Nàng nháy mắt mấy cái, hướng trống không phòng phi miệng. Nàng cũng không phải là không có giúp đỡ giải quyết quá. Ngày kế tiếp, là triệu tấn đăng cơ đại điển. Triệu lạc quân phá lệ đứng ở bách quan đứng đầu, nhìn xem triệu tấn chậm rãi đi tới, sắp leo lên cao vị. Cái kia từ bi bô tập nói hài đồng cho tới bây giờ quân lâm thiên hạ thiếu niên, nhưng trong lòng nàng vui mừng vui vẻ, lại có chút phiền muộn cùng thất lạc. Nàng một mực che chở A Đệ, bây giờ đã không cần nàng hộ giá hộ tống. Triệu tấn đi đến A tỷ trước mặt, đột nhiên dừng bước, tại nàng đưa tới trong ánh mắt, nhuễn miệng cười. A tỷ, về sau do ta che chở ngươi. Triệu lạc quân cũng chậm rãi lộ ra cười, ôm nhu trả lời. Tốt. Tân hoàng đăng cơ, xưng hành đế, đăng cơ ngày đầu đêm hòa thị mọi việc chiêu cáo thiên hạ, phong hòa thị hiện đích trưởng tôn vì thuộc vương. Tại đám đại thần xôn xao bên trong, có khắc hai đạo phong tước ý chỉ rơi xuống, một là liên vân một là bây giờ đã thân là đại tư mã sở dịch sở dịch phong tước một chuyện triệu lạc quân nghe nói sao ngoài ý muốn lắc đầu bật cười hắn a đệ thật đúng là không nặng bên này nhẹ bên kia nhưng mà còn có một đạo càng để cho người kinh ngạc ý chỉ triệu tấn một hơi nhận hiện tại thục vương cùng vừa phong tước liên vân vì nghĩa huynh liên vân tại trên đại điện sửng suốt nửa ngày mới tạ ơn sở dịch vì triệu tấn chiêu này đắc ý đến suýt nửa muốn làm trận cất tiếng cười to một chiêu liền đem liên vân cùng ngụy trùng tâm tư cho chắn đến xếp sao hắn làm sao có thể không đắc ý chờ ngụy trùng thu được ý chỉ đoán chừng ruột đều muốn hối hận xanh lúc trước cứu được này tiểu tử thối tan triều sau liên vân bị triệu tấn kêu lên ở lại trong cung dùng cơm trưa hắn đi theo thiếu niên sau lưng đột nhiên nói bệ hạ để chúng ta dùng nghĩa huynh thân phận này có thế quan minh chính đại tới gần trưởng công chúa cũng coi là nhọc lòng Triệu Tấn nghe vậy cười quay đầu, cũng không phải vì các ngươi, là vì ta A à Tỷ Thanh Danh. Liên Vân cũng cười, dáng tươi cười, cười mang theo bất đắc dĩ. Đúng vậy a, à, có nghĩa huynh dạng này một cái có chỗ trói buộc thân phận, bọn hắn cho dù tới gần nàng lại như thế nào. Triệu Tấn thật sự là cùng Ngụy Trùng nói đồng dạng, một cái muốn bị thu thập gấu hài tử, chỉnh lên người đến một bộ lại một bộ, mà nguyên bản còn cao cao hưng hưng sở dịch tại tan triều sau đi mẫu thân nơi đó một chuyến, tại hướng triệu tấn trong cung đi lúc vừa vặn gặp gỡ có chuyện quan trọng tìm tân hoàng thượng thư lệnh. Hắn đối thượng thư đài tất cả mọi người không có ấn tượng tốt, lần trước lão gia hỏa này ngay trước triệu lạc quân mặt nói những tên khốn kiếp kia lời nói hắn còn nhớ, sau khi trở về hắn cũng còn nghe được một chút thượng thư lệnh đối với mình bất mãn. Hắn hai mắt nhíu lại, không nói hai lời đi đến phía sau hắn, không hề có điềm báo trước liền túng hắn cánh tay, đem hắn một thanh lão cốt đầu trực tiếp ngã xuống đất. Thượng thư lệnh bị ngã đến thất điên bác đảo, hồi lâu cũng không thể đứng lên, nhưng là sở dịch đã một câu cũng không nhiều giải thích chạy. Hắn công nhiên hành hung, phách lối đến cực điểm, thượng thư lệnh viện eo, trẻ ngang lừa gạt đến tân hoàng trước mặt đau nhất tham gia sở dịch một bản. Triệu tấn quét mắt ngồi ở phía dưới cười lạnh tỷ phu, lại nhìn nhìn lại mặt không thay đổi a tỷ, trong lòng suy nghĩ một chút thượng thư lệnh làm hỗn trướng sự tình, hắn cũng có nghe nói qua, duy chỉ có liền là lão thần về mặt thân phận không tốt lắm xử lý. Triệu tấn đang nghĩ ngợi, triệu lạc quân thanh âm nhàn nhạt lại trước vang lên. Nếu như ta là thượng thư lệnh, ta liền ngại ngùng lại đến bệ hạ trước mặt đến khóc lóc kể lễ, chính mình nhai cái gì cái lưỡi, chính mình không rõ ràng sao. Phu quân ta chỉ là ngã ngươi một chút, đổi lại là ta cho ngươi một đau, ngươi cũng chỉ có thể kìm nén về nhà khóc đi thượng thư lệnh trên mặt lúc xanh lúc trắng, một câu nói huyên thuyên nhường hắn mặt mo nóng bỏng đốt, cuối cùng tại tân hoàng ánh mắt sắc bén bên trong vừa nhắm mắt, giả vờ ngất sụi ngã xuống đất. Sở dịch bị cái này không muốn mặt cử động cũng kinh lấy. Triệu tấn trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, liên vân chậm rãi đứng lên nói. Bệ hạ, nhường thần cho thượng thư lệnh nhìn một cái. Giả vờ ngất thượng thư lệnh biết liên vân tốt y thuật, dọa đến liền hô hấp đều muốn ngừng, nghĩ đến chính mình có phải hay không phải kịp thời tỉnh lại thời điểm tay đã bị cài lên liên vân thanh âm vang lên thượng thư lệnh không tốt lắm a à, là cực khổ tật về sau đều không thể phế tinh thần không phải tính mệnh đáng lo thượng thư lệnh liền mắt đều đến không vội mở ra liền thật choáng bị liên vân nói một phen gấp choáng hắn đây là đem chén cơm của mình đều đập a à. triệu lạc quân nhìn xem hai ba câu liền bị bệnh tình nguy kịch thượng thư lệnh đột nhiên đồng tình đại thần trong triều, cuối cùng một tia không yên lòng cũng tại việc này bên trong tán đi. Nàng A đệ trói lại Liên Vân ở bên người phụ trợ, nàng không có cái gì không yên lòng. Nàng liền sát bên sở dịch, thấp giọng nói. Ngươi lần trước nói còn giữ lời A. Cái gì? Sở dịch bị đột nhiên hỏi được không hiểu ra sao. Ngươi nói mang ta đi nhìn làm sao trồng trọt. Sở dịch bàn tay liền dò xét tới, cầm thật chặt nàng tay nói. Ngươi muốn đi nơi nào, ta đều bồi tiếp ngươi. Nàng đôi mắt bên trong hào quang rực rỡ. Tốt. Nhưng rất nhanh, sở dịch nghĩ đến một cái nghiêm trọng sự tình. Tiên đế khi nào hạ tán, khi nào có thể gả cưới? Mẹ hắn, hắn đến bây giờ còn không danh không phận. Tác giả có lời muốn nói. Đại kịch bản là đi đến rồi đằng sau sẽ có một chút ngọc sủng thường ngày cùng bánh bao ẩn hiện, đại khái mấy vạn chữ không có hứng thú tiểu đáng yêu trước tiên có thể buông xuống. Đợi đến những ngày này thường kịch bản đi đến, sẽ có phiên ngoại. Tạm định phiên ngoại có sở 2A cùng quân quân thiếu niên thiên, cái khác sao? Tiểu đáng yêu nhóm có thể bổ sung, nhưng cũng không thể toàn viết, chọn số phiếu nhiều A, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 Ban đêm xông vào bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. 96 tất cả mọi người coi là tại trưởng công chúa đem khống triều chính thời điểm, đại thanh tẩy đã kết thúc. Dù sao binh quyền cũng thu, phiên vương nhóm đều thành thành thật thật cúi đầu xưng thần, kết quả tân hoàng tiếp xuống thủ đoạn để bọn hắn minh bạch, thanh tẩy kỳ thật vừa mới bắt đầu. Thượng thư lệnh ngày đầu tiên liền đụng phải tân hoàng trong tay. Đám người minh bạch này đối ngoại nói bệnh nặng không nên lại vất vả, phong thưởng vàng bạc, nhìn như phong quan, nhưng bí mật liền là bị hành đế cho chiếm chức quan đuổi ra triều đình. Tin tức lan truyền nhanh chóng, ngay sau đó là nguyên thượng thư lệnh nhân mã đều bị nghiêm tra, chạm đến luật pháp toàn diện không nể mặt mũi, biếm quan, lưu vong. Một loạt động tác xuống tới, ai trong lòng không hoảng sợ, nhao nhao hướng Lưu Thái Úy tìm hiểu tin tức. Lưu Thái Úy ở thời điểm này mới sẽ không đần độn cùng bọn hắn lộ ra cái gì, hành đế tuổi nhỏ, lại có chủ ý, Hắn bây giờ cũng cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nhưng không có cái gì tốt cho lộ ra. Vưu Bằng Huyên khi biết tuổi trẻ đế vương cử động sau, lại lần nữa lên đơn xin từ chức. Triệu Tấn lúc này tại chỗ liền cho trả lời chắc chắn, đáp ứng hắn giải ngũ về quê, gọi Vưu Bằng Huyên trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Tại Vưu Bằng Huyên muốn rời khỏi thời điểm, Triệu Tấn nhường hắn chờ một lát, chính mình rời đi chỉ chốc lát, nắm trong tay một thanh trường kiếm trở về đem kiếm trực tiếp giao cho Vưu Bằng Huyên trong tay nói ra. Đại tướng quân còn nhớ rõ kiếm này. Vưu Bằng Huyên cúi đầu nhìn xem trên vỏ kiếm đơn giản hoa văn, ngón tay nhẹ nhàng phất qua, trong mắt có thần thái. Tự nhiên nhớ kỹ, đây là điện hạ khi còn bé cuốn lấy thần, từ thần bên hông trốn thoát, đây là thần phụ thân. Đúng. Thiếu niên hoàng đế bên miệng có nhàn nhạt cười, bây giờ kiếm này, trẫm còn cho đại tướng quân, đại tướng quân về sau bảo trọng vưu bằng huyên ánh mắt cũng có chút phức tạp năm đó thái tử muốn hắn kiếm này lúc cũng hỏi qua kiếm này lai lịch hắn nói cho thái tử đây là phụ thân hắn cho giao cho hắn thời điểm dạy bảo hắn muốn làm không thẹn với lương tâm đỉnh thiên lập địa nam nhi bây giờ hoàng đế thanh kiếm trả lại hắn là cảm thấy hắn cũng không có thẹn với năm đó phụ thân dạy bảo a à. hắn cầm thật chặt trường kiếm tại thiếu niên trước mặt tim thần phục quỳ xuống thật lâu không nói gì đợi đến triều đình triệt để yên tĩnh đi vào quỹ đạo thời điểm đã qua gần nửa cái nguyệt triệu lạc quân những ngày này đều ở tại trong cung dù không hỏi triều sự có thế to to nhỏ nhỏ tin tức vẫn là hướng nàng chỗ này phi sở dịch rốt cục nhịn không được cùng với nàng thương lượng hoàng hậu trong cung có thế an tâm dưỡng thai ngươi ngược lại là mỗi ngày muốn lao tâm lao lực chúng ta xuất cung đi ta một ngoại thần cũng không nên lâu dài trong cung là cái này lý Bây giờ Thượng Thư Đài là Liên Vân Tại làm chủ, nàng đã sớm muốn rời khỏi, là Triệu Tấn nói hy vọng nàng lưu thêm xuống tới ở ít ngày, cũng tốt dạy bảo dạy bảo Hoàng hậu xử lý hậu cung một ít sự vật. Ở một cái cứ như vậy chút thời gian. Triệu Lạc quân viện bụng đứng lên, giật giật hơi tê tê chân. Sở dịch vội vàng ngay tại bên cạnh hộ giá hộ tống, nói ra. Hạt giống chọn mua sự tình đã lên chương trình, ngươi còn chuẩn bị tự mình đi nhìn xem làm sao gieo xuống sao. Triệu tấn đăng cơ hôm đó, nàng cùng hắn nói chuyện mà nói, hắn một mực nhớ kỹ. Khi đó nàng, đối với mình có loại nồng đậm ỉ lại, nhưng hắn cảm thấy đau lòng. Về sau ngẫm lại, hẳn là bởi vì triệu tấn, hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ triệu tấn có thể chính mình bay lượn, nàng khẳng định là có thất lạc. Triệu lạc quân đi hai bước, không nghĩ tới hắn sẽ nhấc lên cái này, là có chút mong đợi. Người này đại tư mã có thể rời đi lâu như vậy sao, là hồi thượng quận sao đại tư mã liền là cái tên tuổi bây giờ trong nước yên ổn bốn phía tiểu quốc không dám lỗ mãn ta chính là người rảnh rỗi một cái ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm lão tướng quân nghĩ nàng thực sự gật đầu ngoại tổ phụ những ngày này thật là vất vả còn có a lễ nhị lan cũng không biết thế nào vậy chúng ta hồi thượng quận đi chờ thu loại sau ngươi lại hồi lạc thành chờ sinh đến lúc đó tiên đế lăng tẩm cũng nên đã sửa xong. Tiên đế liệm sau một mực đặt linh cửu tại một chỗ cung điện, chờ lấy tử cung xây xong hạ tán. Triệu lạc quân không do dự, đáp. Tốt. Hai người ý kiến nhất trí, ngày đó liền đi gặp Triệu Tấn, nói rõ đi do. Triệu Tấn trầm mặt nhìn mấy lần sở dịch, không quá cao hứng nói. A tỷ người mang có thai, đến một lần vừa đi buôn ba, quá mức mệt nhọc. Hai người hồi thượng quận, trên đường đi nửa nguyệt một tháng, sau đó lại trở về, lại là một trận dày vò. Sở dịch ở thời điểm này mười phần thông minh không lên tiếng, nhưng triệu lạc quân đi đối phó nàng cái kia đệ đệ. Cuối cùng thiếu niên thua trận, chỉ có thể để cho hai người rời đi, lại dặn đi dặn lại phó nhường sở dịch nhất định chiếu cố tốt hắn A tỷ, đối với hắn này tỷ phu tuyệt không yên tâm. Triệu lạc quân trước khi đi đi gặp Liên Vân một chuyến liên vân đem cái kia đặc chế mặt nạ bạc mang lên trên lộ ra nửa bên hoàng mỹ gương mặt tuấn mỹ ngược lại lộ ra càng phát ra thần bí hấp dẫn người càng muốn dựa vào hơn gần thăm dò a tấn người yếu là thai bên trong mang độc giải có thế những năm này hắn vẫn là ăn quá nhiều khổ chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng liên vân nghe nàng hỏi triệu tấn thân thể chi tiết cáo tri triệu lạc quân thở dài một tiếng vậy ngươi muốn bao nhiêu khuyên hắn một chút nhưng hắn quá quá lãng phí tinh thần. Ta khuyên cũng chưa chắc hữu dụng. Ngươi, sớm ngày trở về, đốc xúc khả năng càng hữu hiệu một chút. Liên Vân bình tĩnh nhìn qua nàng, nhưng nàng bật cười, gật đầu ứng hảo. Xem ra nàng tới chậm một bước, hảo đệ đệ của nàng thế mà đã kéo Liên Vân tới làm thuyết khách. Sở dịch rời đi lạc thành, là lấy cùng Bắc hồ lại thương lượng lý do. Hành trang chuẩn bị tốt, hai người ngày kế tiếp liền lên đường sở lão phu nhân bị sở dịch tiếp xúc cung sau, liền về ngủ ở tướng quân phủ, lần này hai người rời đi, nàng còn tốt một trận cầu khẩn nhường nhi tử thả nàng hồi hương hạ. Là thật sợ gặp lại lạc thành trước trận biến hóa. Sở dịch đem mẫu thân tâm tư thấy thật thật, nói cho nàng về sau cũng không thể rời đi lạc thành, nhưng nàng mặt xám như cho triệt để chết này phân tâm. Bất quá lên đường thời điểm, triệu lạc quân ngược lại là ngoài ý muốn nhận được sở lão phu nhân đưa tới một phần đồ vật là sốc hào phóng gối. Ngân cẩm tiếp nhận gối đầu, một mặt không cao hứng nói cho triệu lạc quân. Sở lão phu nhân thật không biết nói chuyện, tặng đồ liền tặng đồ, còn không phải để cho người ta nói một câu là cái gì sợ sốc nảy đến nàng tôn nhi. Nô tỳ vẫn là đem cái đồ chơi này ném đi. Các nàng cũng không thiếu thứ này. Triệu lạc quân liền nghiêng đầu mắt nhìn sở dịch, gặp hắn bước nhanh đi tới, mang trên mặt tức giận. Nàng tại hắn vương tay trước, nhanh chóng đem gối đầu ôm đến trong ngực, sở dịch sững sờ, thấy được nàng cười nói. Đây là cho ta, ngươi không thể ném. Nói ôm trên gối đầu xe, đem xe bên trong nguyên bản cái kia đại nên gối đem thả một bên, đưa trong tay phóng tới vị trí cũ bên trên, sau khi ngồi xuống còn thử nhích lại gần. Sở dịch đuổi theo xe tới, nhìn thấy động tác của nàng, trong lòng là không nói ra được tư vị. Ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Triệu lạc quân nghe nói như thế ngẩng đầu, rèm đã chặn phía sau hắn tia sáng, phản quan bên trong, thần sắc của hắn không rõ. Nàng liền hướng hắn vươn tay, không người nam nhân chần chờ một lát, dắt, mặt nàng đem chính mình kéo đến bên người nàng ngồi xuống. Nàng tựa ở trên bả vai hắn, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng tỏ. Sở dịch, ta xưa nay sẽ không vì ai miễn cưỡng chính mình. Hắn đem môi miếm thật chặt, cuối cùng là thở dài, cả người cùng quả bóng xì hơi bình thường, đưa nàng ôm vào trong ngực. Cám ơn ngươi. Trong miệng nàng nói không miễn cưỡng, nhưng vẫn là vì hắn nhường một bước. Triệu lạc quân nghe vậy im lặng cười. Hắn có đôi khi tuyệt không ngốc, bất quá nàng cũng đúng là cảm thấy này gối đầu không sai. Trong cung gối đầu đều có phức tạp theo văn, tựa tại cấp trên lâu, làn da sẽ cảm giác được đâm đâm, đặc biệt là hiện tại quần áo mùa hè đơn bạc. Sở lão phu nhân đưa tới, vô cùng đơn giản một khối màu trắng tơ lụa so trong cung thoải mái nhiều xuất phát đến thượng quận lộ trình bên trong sở dịch đột nhiên phát hiện triệu lạc quân thế mà còn mang theo cái kia sách nhỏ hắn nhìn xem nàng lại sẽ nghiêm túc ở phía trên ghi chép cái gì có đôi khi là hắn nói tiểu cố sự có đôi khi trên đường kiến thức nhìn thấy những này hắn tâm tình khẩn trương lúc này mới buông lỏng một chút có thế ngày nào đó hắn liền phát hiện đã lâu gạch ngang gậy lại xuất hiện tại cái kia sách nhỏ bên trên nhưng hắn không hiểu thấu cái này hắn đến bây giờ cũng không có giải mã gạch ngang gậy đến tột cùng là cái gì hắn liền để ý bắt đầu bí mật quan sát nàng là đang ở tình huống nào sẽ vẽ lên như thế một đạo gậy có thế một đường đến thượng quận hắn cũng không thể gặp lại cái kia gạch ngang xuất hiện cơ lão thái gia nghe nói ngoại tôn nữ đến vui tươi hớn hở đến cửa thành kéo tiếp nàng gặp nàng hở ra bụng, sợ lấy râu ri cười không ngừng, nhưng nhìn đến hành lễ sở dịch, lúc này hừ lạnh một tiếng. Vừa thấy mặt liền bị quăng cái mặt lạnh, sở dịch là tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý, viện triệu lạc quân chậm rãi vào thành. Cơ lão thái gia gần đây không thường đến quân doanh, đều ở tại thượng quận sở dịch đưa hạ ốc xá. Đó là cái ba tiếng viện tử, bình thường phó tướng một hưu lúc cũng sẽ tới ở đây dưới, gian phòng tuy nhiều, nhưng cũng khẩn trương. Nhưng khi cơ lão thái gia nhìn thấy sở dịch muốn cùng triệu lạc quân một cái phòng ngủ lại lúc, trầm mặt nói. Các ngươi thế mà không có chia phòng. Tiểu tử ngươi đến ta cái kia viện chen tới. Vẫn luôn ôm nàng dâu ngủ sở dịch, đi vào thượng quận sau, ngược lại bị ép tách ra, liên tiếp mấy đêm rồi ép chuyển lặp đi lặp lại ngủ không được. Đến ngày thứ tư thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được, vụng trộm chạy tới triệu lạc quân trong phòng. Trên giường nữ tử ngủ say, chính là khóc hạ, nàng mặt thật mỏng sa y, tuyết trắng cánh tay cứ như vậy đặt ở bị trên mặt, nhưng hắn thấy trong lòng lửa nóng. Hắn nhẹ giọng lên tháp, Triệu Lạc Quân vẫn là bị tỉnh, mở mắt ra thấy rõ là hắn, mềm mềm liền dựa tới, nỉ non nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Đem người kéo, hắn thỏa mãn đến than thở, thô lệ ngón tay chậm rãi xẹt qua nàng mịn màng cánh tay. "Nhớ ngươi, ba ngày lão tướng quân để cho ta chạy quân doanh, buổi tối cũng không gọi ta gặp ngươi. Triệu lạc quân biết ngoại tổ phụ là cố ý dày vò hắn, trong lòng buồn cười, cũng đau lòng hắn, nói ra. Quá hai ngày, ngươi dẫn ta xuống nông thôn nhìn xuống của ngươi ruộng đồng đi, hắn liền sẽ không lại đi theo. Ngươi lén lút chạy tới, bị nhìn thấy, lão nhân gia ông ta lại được tức giận. Đây là vợ chồng A, lén lén lúc lúc, yêu đương vụn trộn giống như. Bên hông hắn liền bị hung hăng bấm một cái, nàng cho hắn bát nước lạnh cũng không phải đều không danh không phận đâu sở dịch mặt lúc này đen quay người lại chống đỡ giường nửa đè ép nàng tiểu nương tử đã nói như vậy ta không làm chút gì đều xin lỗi tới này một lần triệu lạc quân bị hắn chọc cho cười không ngừng đẩy hắn nhường hắn đừng làm rộn nóng hổi hôn vẫn là rơi xuống từ mi tâm đến môi của nàng lại dao động đến nàng vành tai dùng đầu lưỡi đi nhẹ nhàng gãy nàng liền mềm nhũn ra, ngón tay chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn, chậm rãi vẽ một vòng tròn, thở hào hển. Không thể náo ra động tĩnh. Hắn đi dắt qua nàng tay, cầm lấy thanh. Quân quân, ta khó chịu. Muốn nhớ ngươi khó chịu. Trong lòng bàn tay nàng nóng hổi, cắn môi, tiến đến hắn bên tai nói khẽ. Y sĩ nói, ngươi có thể chậm một chút. Gió đêm từ nửa mở cửa sổ thổi tới, màn lụa chập chờn, thanh niên to con thân ảnh theo gió chập trùng bình thường, mơ hồ không rõ chiếu rọi tại trướng mạng ở giữa. Ngày kế tiếp triệu lạc quân mở mắt ra thời điểm, sở dịch đã chẳng biết lúc nào rời đi. Trên người nàng không có đêm qua hoang đường sau dinh dính, nghĩ đến là hắn đánh nước thanh tẩy qua. Nàng giơ lên cánh tay, nhìn thấy bên trên bị hắn mút ra mấy cái điểm đỏ, trên mặt nóng lên. Hắn tối hôm qua khắc chế ôm nhu, liền hiện lên ở trong đầu của nàng, nhường nàng miếm miếm môi, kéo chăn đắp lên mặt. Thẳng đến ngân cẩm đến hô, nàng mới lề mà lề mề đứng dậy ngủ lại, lại lần nữa rửa mặt. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi vào trước án, nàng thói quen đi lấy ra cái kia sách nhỏ, ở trên đầu vẽ lên hai đạo hoành. Lúc này mới ngừng bút, liền nghe được cấp bách tiếng bước chân. Sở dịch xong đến trước gót chân nàng, một thanh liền kéo nàng. Chúng ta đi mau. Triệu lạc quân bị hắn lôi kéo, quả thực chạy nạn đồng dạng tiện tay thu thập mấy thứ quần áo, lại đem sách nhỏ thu cùng nhau, liền bị hắn mang theo lên xe ngựa, hướng hắn tại thượng quận để cho người ta khai hoang ruộng đồng đi. xe ngựa rời đi phủ đệ thời điểm, triệu lạc quân nghe được nàng ngoại tổ phụ tại phía sau gầm thét, sở dịch một mặt hắt ngồi tại bên cạnh, lão đầu tử phát hiện hắn tối hôm qua ban đêm xông vào hương khuê. tác giả có lời muốn nói, tất cả mọi người muốn nhìn triệu tấn cùng a nghiêng thu được an bài một chút cho nên, phiên ngoại là Thiếu niên thiên, gấu hài tử truyện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 97 Ngươi nhà bốc cháy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Xe ngựa xuyên qua thành trấn, chậm rãi hướng gò đất bình nguyên đi Tại sở dịch nhìn ra phía ngoài mắt nói nhanh đến địa phương lúc, chính là hoàng hôn mỹ lệ, triệu lạc quân tiến đến phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài trước mắt là bằng phẳng ruộng đồng nơi xa có đầu rơi đầy hào quang dòng suối bên bờ có người tại chăn thả lại xa một chút nông trại chính khói bếp lượn lờ tại chiến loạn yếu địa nơi này an bình lại tươi đẹp nàng không khỏi cảm khái một tiếng ngươi là bỏ ra bao nhiêu khí lực đến giữ gìn nơi này sở dịch nhìn qua phiến thiên địa này đôi mắt bên trong hiện lên ý cười Đem ngoại trừ cưới của ngươi xính lễ, bạc đều bỏ ở nơi này." Hắn nói lên cái này, Triệu Lạc Quân liền nhớ lại hắn viết phiếu nợ, miếm môi cười. "Lúc ấy ngươi cho ta giấy nợ, vì cái gì không nói rõ?" Hắn lẳng lặng nhìn nàng một hồi, ăn ngay nói thật. Không mặt mũi nói. "Lúc ấy tự mình đóng quân, quan tâm không trong nhà, ngươi cầm thể mình nuôi gia đình, còn nuôi cơ gia binh. Ta hoàn toàn không có cân nhắc đến những này." bây giờ suy nghĩ một chút thật hỗn đảng, lúc ấy ngoại trừ cảm thấy không mặt mũi ấy nấy bên ngoài, còn hiểu lầm ngươi cùng Liên Vân, càng không muốn nói. Chó tính tình. Nàng phi hắn một ngụm. Khi đó hai người thật sự là huyên náo long trời lỡ đất, hắn đem hắn ngang ngược hiển lộ không thể nghi ngờ, bây giờ suy nghĩ một chút, thật kinh người. Sở dịch đưa tay ôm lấy nàng. Là chó tính tình, nếu không phải trong lòng ngươi đối ta còn tồn lấy một tia cảm tình, chính là ta hối hận cả một đời. Gia Ninh, ta nghĩ mà sợ. Hắn dùng cầm nhẹ nhàng cọ của nàng đỉnh đầu, Triệu Lạc Quân có thể cảm nhận được hắn hoảng sợ, rất tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy a, à, vẫn là ta quá thiện tâm. Nàng ngược lại là tuyệt không khiêm tốn, chọc cho hắn nhẹ nhàng bật cười, chợt gõ gõ xe vách, nhường xe dừng lại tới. Hắn trước nhảy xuống xe, hướng nàng đưa tay, đợi nàng nhô ra thân đến sau một thanh ôm nàng xuống tới đi một chút đi, nơi này cách ta ốc xá không xa. Nàng ổ xe ngựa một ngày, xác thực toàn thân đều không thoải mái, liền để hắn nắm chậm rãi xuyên qua tại đồng ruộng ở giữa. Sở dịch trên đường gãy cọng lông mượt mà cỏ, hướng trên mặt nàng gãi gãi. Biết này kêu cái gì sao? Cỏ đuôi chó. Triệu lạc quân cũng tại ven đường hao một cây, nhét vào hắn sau thắt lưng trên đai lưng, cười không ngừng. Chó tính tình phối chó cái đuôi. Triệu Lạc Quân. Hắn đem sau lưng cỏ kéo một cái, làm bộ muốn nhào tới. Nàng cười ha ha lấy bước nhỏ chạy về phía trước, nhưng làm Sở Dịch dọa đến trung sợ rung động, bận bịu theo sau bắt được một thanh ôm. Không cho phép chạy, nơi này bất bình. Nàng cười đến bả vai đều đang rung, hai con ngươi công thành trăng non. Sở Dịch nhìn qua nàng vui vẻ dáng vẻ, trong lòng mềm đến đạp mạnh hồ đồ, dùng môi cọ sát gương mặt đột nhiên tại bên tai nàng thấp giọng gâu gâu triệu lạc quân sững sờ hạ khắc ngẩng đầu tại hắn cái cầm hôn một cái ta lần này thật sự là muốn gả gà theo gà gả cho chó thì theo chó đúng một hồi ngươi liền trở lại ổ chó sở dịch nói là ổ chó ngay từ đầu triệu lạc quân đã cảm thấy là cái ví von nhưng mà đến cái kia đơn sơ tiểu viện lúc trực tiếp liền trừng lớn mắt trong viện thất linh bác lạc chất thành các loại nông tác dụng cổ, còn có loạn thất bác tao nàng không gọi nổi tới đồ gỗ, đóng đến chỉ có một đầu nho nhỏ đạo có thế đi đến đầu trong phòng đi. Thật đúng là ổ chó A. À. Nàng nghiêng nghiêng nghệ hắn một chút. Sở dịch nhìn xem loạn thất bác tao viện tử, mặt đều đen, trực tiếp quay người hướng cách đó không xa mấy gian nông trại hô to. Các ngươi những này tiểu cao tử lại đem ta viện xếp thành dạng này lúc này liền có người từ trong nhà chạy vội ra, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều có. Nhìn thấy hắn đầu tiên là ngạc nhiên hô tướng quân, ba cái thanh niên lúc này chạy tới, trên mặt tất cả đều là ấy nấy. Thật xin lỗi, hồi trước bận quá, tướng quân lại không thường đến, liền chất đống. Nói chuyện thanh niên tại không lưng làm lễ lúc ngẩng đầu, ngừng nói. Hắn nhìn thấy sở dịch sau lưng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, một trương đồ hộp khi sương tái tuyết, trong mắt có nhàn nhạt ý cười, tươi đẹp vừa sợ diễm. Thanh niên ngẫn người, hắn hai đồng bạn cũng đồng dạng. Sở dịch gặp hắn lại nói một nửa mắt liền thẳng, nơi nào không biết hắn đang nhìn cái gì, trầm mặt dưới chân một chuyển, đem triệu lạc quân ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Trống to. Mau cút đi đem đồ vật đều cho nhặt đi. Ba người màn nhĩ đều sắp bị đâm xuyên qua, liên tục không ngừng xác nhận, bước nhanh đi vào viện tử, bắt đầu khuân đồ sở dịch liền lôi kéo triệu lạc quân qua một bên hàng rào trước, sau đó đi cho nàng tìm đến ghế đậu tử, nhưng nàng ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Hắn vén tay áo lên cũng đi theo khuân đồ, đắt đỏ tơ lụa áo choàng cứ như vậy vung lên nhét vào trong dây lưng, bận rộn tới mức thở hổn hển thở hổn hển. Ba cái thanh niên bên khuân đồ còn bên vụn trộn nhìn triệu lạc quân, tự nhiên chú ý tới nàng bụng to ra, lại là như thế khí chất, biết đây là theo như đồn đại trưởng công chúa thật sự là thiên tiên đồng dạng nhân vật ba người nổi lòng tôn kính triệu lạc quân phát giác được có người nhìn chính mình nhìn lại vừa hay nhìn thấy ba người nghiêm túc khuôn mặt tại bọn hắn hướng chính mình không lưng vái chào bên trong sửng sốt một chút sở dịch liếc mắt gặp bọn họ lại làm việc cũng không có nói nhiều đợi đến đồ vật đều dời trống hắn đi đến bên ngoài một cái vây quanh bên giếng nước rửa mặt rửa tay đem từ trong nhà lấy ra một bầu tẩy nhiều lần bầu lấy nước bưng tới nhường nàng uống. Nàng gần trước đi nhấp mấy ngụm, ngọt liệm, gặp hắn còn thở phì phò, đẩy lên hắn trước mặt. Ngươi uống nhanh. Hắn mới vừa lòng thỏa ý đem nước uống, sau đó mang theo nàng vào nhà. Hắn đã tiện thể đem phòng đều nhặt một lần, trở ra múc nước lại xoa xoa, đem đệm chăn lại ôm ra đi chụp bụi đất. Triệu lạc quân ngồi ở chỗ đó, phát hiện chính mình gì cũng không biết, cũng không biết làm gì, thật tốt thế mà thành phế nhân một cái trong viện lúc này lại tới người là một cái lão phụ nhân thanh âm sàn sạc khẩu âm có chút nặng nàng đại khái nghe rõ là đến cho đưa cơm sở dịch rất nhanh liền tiến đến mang theo nóng hổi một rổ đồ ăn có nướng bánh có canh có rau dại có thịt muối hắn một bên đem đồ vật hướng trên mặt bàn để một bên nói mau tới ăn cơm hôm nay không kịp mình làm ngày mai ngươi muốn ăn cái gì nói với ta ta chuẩn bị cho ngươi hôm nay trước hết chấp nhận một chút nơi này là hương giả nàng cũng không phải là yếu ớt người ngồi vào trước án nhìn xem cái kia trong canh còn có trứng gà cười nói thế nhưng là để bọn hắn tốn kém những này trứng gà hơn phân nữa là muốn ấp ra thú con dân chúng đều không nỡ ăn hắn là gặp qua nàng hành quân lúc dáng vẻ biết những này nàng vẫn hiểu liền nói ra chờ ngày mai ta đánh bắt cá, cho bọn hắn đa phần một điểm. Cá cũng không có trứng gà quý. Nàng cũng không tin hống, sở dịch nhíu nhíu mày, thật đúng là hy vọng nàng cái gì cũng đều không hiểu mới tốt. Nơi này ngọn đèn ám cực kỳ, lại là một đường sóc nảy, sở dịch tại dùng quá sau bữa ăn liền cho nàng nấu nước, nhường nàng tắm rửa. Nàng nhìn xem cái kia thấp bé chậu gỗ, trù trừ nửa ngày. Làm sao tẩy a, à, cái này cũng chưa tới eo sở dịch cười cười nhìn nàng một cái, ra ngoài đem hàng rào nhóm đóng lại, sau đó lại trở về đem nhà chính cửa cũng rơi lên trên một then cài. Ngươi hành quân lúc làm sao tẩy? Hắn thiếp tới, đưa tay đi đem nàng đai lưng câu mở, lại kéo một cái dây buộc, đơn bạc quần áo mùa hè trượt xuống, lộ ra nàng mượt mà vai. Hắn môi nóng hổi rơi xuống, nàng giật cả mình. Ngân cẩm giúp ta sát bên người. Hắn sẽ không cũng nàng đang nghĩ ngợi, váy sam rơi xuống, nhưng nàng vội ôm ở chính mình, còn muốn che khuất bụng to ra. Hắn tay từ phía sau vòng đi qua. Quân quân rất đẹp, không cần che chắn. Liền từ phía sau đẩy nàng mua vào cái kia chậu gỗ, sau đó nhường nàng một người không biết làm gì đứng cái kia, hắn cầm một bầu, một bầu một bầu cho nàng trên thân suối nước. Ống ánh giọt nước từ thon trắng da thịt lăn xuống, nhường trên người nàng dần dần nhiễm thành màu hồng. Nàng chưa từng có bị nam nhân như thế hầu hạ quá, một mực đưa lưng về phía hắn, cũng cũng may đây là ngày mùa hè, cho dù hắn chậm rãi tịnh thân cũng không thấy đến lạnh. Ngược lại là nàng cảm thấy toàn thân cái kia đều nóng lên, nhưng nàng một mực ôm chính mình không buông tay. Sở Dịch biết nàng thẹn thùng, cũng không hướng nàng đằng trước đi, nhẹ nhàng dùng bàn tay giúp nàng vò án da thịt, cũng sợ nàng cảm lạnh, rất nhanh liền lấy ra sạch sẽ khăn vải lau nước. Đợi đến nàng mặc vào quần áo trong, Hắn mới thân mật tại bên tai nàng nói: "Đến khi ngươi giúp ta rồi." Nàng tay run một cái, lông mi thật dài cúi thấp xuống, bé không thể nghe một giọng nói tốt. Đợi đến nằm xuống lúc, Triệu Lạc Quân dùng mỏi như tay hung hăng bóp hắn, hắn liền chui đầu vào nàng cái cổ ở giữa si ngốc cười. Bên tai là trong ruộng côn trùng kêu vang tiếng kêu, một tiếng tiếp theo một tiếng, lại không khiến người ta cảm thấy bực bội, ngược lại có một loại làm cho lòng người tỉnh an hòa ma lực. Triệu lạc quân không biết mình làm sao ngủ thiếp đi, chờ vừa mở mắt, sở dịch đã không ở bên người, bên ngoài có người tại nhỏ giọng nói chuyện. Nàng ngồi dậy xuống giường đi giày, mở cửa, liền gặp được là tốt năm tốt ba vây cùng nhau ngồi tại hàng rào bên ngoài phụ nhân. Có người nhìn thấy nàng, vụng về gặp cái lễ nói. Sở tướng quân đi theo ra đồng đi, trưởng công chúa ngài muốn đi qua sao? Triệu lạc quân liền thấy phụ nhân trước người đều mang rổ, trong giỏ sách che kín khăn, nhưng là không khó coi ra những cái kia là ăn uống nàng do dự một lát nói các ngươi là muốn cho bọn hắn đưa điểm tâm sao đều đưa thứ gì dạng chúng phụ nhân lúc này mang theo chính mình rổ đi vào viện tử đồng dạng đồng dạng cho nàng nhìn nàng nhìn xem nghĩ cái kia nàng cũng cho sở dịch đưa cơm sở dịch mặc áo ngắn vải thô ngay tại trong ruộng cho miêu loại bắt côn trùng có cái phụ nhân khóc chạy tới tướng quân không xong Ngươi nhà bốc cháy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98 Đừng lên tiếng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 98 sở dịch bị dọa đến không muốn sống phi nước đại, mạnh mẽ như báo, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bốc lên khói đặt ốc xá trước. Triệu lạc quân đứng tại bị vây quanh trong đám người, vô cùng tốt phân biệt. Hắn nhìn thấy người, một viên nhất lên tâm rơi xuống đẩy ra đám người nhìn thấy cái kia trên mặt có mấy khối vết bẩn tiểu phụ nhân hai cánh tay nâng bụng ánh mắt nhìn về phía hắn còn mang theo kinh hãi làm sao lại lấy rồi hắn tiến lên nâng lên mặt của nàng dùng đầu ngón tay lau chùi lau trên mặt nàng đen xám nàng quẩn bách cực kỳ lại cùng phạm sai lầm sự tình đứa bé đồng dạng ánh mắt nhiều hơn lập lòe hơn nửa ngày mới trả lời muốn cho ngươi làm điểm tâm Ngươi đêm qua sinh lửa diệt, một cái tẩu tử cho ta sinh lửa, ta cảm thấy không đủ vượng, thêm củi lúc liền bị treo chọc hạ. Trong tay đã lấy, ném một cái tay. Liền. Nàng dùng giày theo đạp hạ không có dẫm diệt, lúc này liền chạy ra khỏi tới. Sở dịch nghe vậy dở khóc dở cười, trong lòng lại cảm động. Khẳng định là nàng nhìn người khác đều mang điểm tâm, cũng nghĩ cho hắn làm điểm tâm. Ngươi cũng sẽ không, cậy mạnh hắn bấm một cái nàng cái mũi. Nếu là đổi lại bình thường, nàng khẳng định đến đập mạnh hắn một cước, hiện tại chỉ có thể nhận thua, cúi thấp xuống mặt mày. Sở dịch gặp nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ, cũng không đành lòng trách cứ. Lại cúi đầu xem xét nàng dày theo cũng đen như mực, váy liền tử đều bị lửa treo chọc đen, lúc này biến sắc, ngay trước mặt của nhiều người như vậy liền ôm lấy nàng hướng trong phòng đi. Triệu lạc quân đưa tới thế lửa sớm đạt được khống chế, khói đặc đều là nước tưới vào củi lửa bên trên phát ra. Đám người gặp hai vợ chồng vào phòng, lại kiểm tra một lần thiêu đến nửa hắt phòng bếp, thấy không có hỏa tinh, mới tản ra. Sở dịch vào nhà liền đem nàng với giày đều cho thoát, nguyên bản trắng nõn chân cũng bị nóng đỏ. Ngươi còn cầm chân đạp không thành. Nàng gật gật đầu. Sở dịch tức giận đến cắn răng, giơ lên nàng hai chân tinh tế nhìn, không có trông thấy bong bóng, buông lỏng một hơi lấy liền, ngươi chạy chính là, còn đi dẫm, cũng không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Hắn đem nàng hai chân chuyển đến trên giường, đi ra ngoài đánh một thùng nước, trước tiên đem nàng chân cho phao nước giếng bên trong, lại dùng thanh thủy đem mặt nàng xóa cho sạch sẽ. Nàng một mực trầm mặt, mặt hắn cho mình bận rộn. Sở Dịch bưng lấy mặt nàng trái xem phải xem, cuối cùng khôi phục như cũ dáng vẻ, liền đem nàng chân cũng từ trong nước cầm lên, gặp màu đỏ khối kia cạn xuống dưới vừa cho nàng lau sạch sẽ bên chân trầm thấp bật cười nàng thông minh cực kỳ triều đình cùng hành binh sự tình bên trên giọt nước không lọt thiên tại liên quan đến nữ công trù nghệ một loại luôn luôn liên tiếp kinh ngạc lần trước giặt quần áo cũng ngốc đến vô cùng lần này suýt nửa đêm phòng bếp đều đốt đầy cái địa phương người đều phải biết trưởng công chúa này hành động vĩ đại sở dịch cười một tiếng triệu lạc quân càng hận hơn không được đem mặt vùi vào trước ngực cũng không biết thế nào càng nghĩ lại càng cảm thấy ủy khuất. Nàng liền là nghĩ đến nhà khác trượng phu đều có người đưa cơm, thiên của nàng không có, nàng cảm thấy hắn sẽ khổ sở. Nàng cũng không phải là cố ý. Nghĩ như vậy, cảm xúc liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, khóc mắt đỏ lên, thế mà muốn khóc. Này già mồm ý nghĩ cũng đem chính triệu lạc quân giật mình, dơ lên hai mắt đẫm lệ kinh nghi bất định nhìn về phía sở dịch. Sở dịch chính cười đâu, bị nàng dạng này xem xét, nghiêng đầu, cũng bị nàng hai mắt lưng trồng dáng vẻ hù dọa. Luống cuốn tay chân liền tiến lên trước muốn cho nàng lau nước mắt. Làm sao vậy, có phải hay không nơi nào còn bị thương? Chính triệu lạc quân liền lắc đầu, lay động đầu, nước mắt xoạch liền rơi xuống. Ta cũng không biết thế nào. Này nhưng làm sở dịch dọa sợ, bận bịu đem người ôm trong ngực, kết quả càng hống nàng nước mắt rơi đến càng nhiều, gấp trống lớn câu. Tổ tông của ta. Triệu lạc quân bị hắn trống đến sửng sốt, hạ khắc dứt khoát qua một tiếng, thống thống khoái khoái khóc lên. Nàng đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có dạng này khóc qua, khóc đến cùng đứa bé đồng dạng, khóc đến ở hơi, liền mí mắt đều nặng đến không nhấc lên nổi. Sở dịch suýt nữa đều muốn rút kiếm tự vẫn tạ tội, mới khiến cho nàng rút thúc tha thúc thiếp dựng ngừng lại. Hắn một thân mồ hôi lạnh cúi đầu lại xem xét, đến, nàng ngủ thiếp đi sở dịch không biết nên cười tốt hay nên khóc mới tốt, đem nàng thả nằm nghiêng, động tác nhu hòa đưa nàng bị lửa treo chọc hỏng váy đổi lại. Đem chăn đóng đến trên người nàng lúc, vừa vặn trông thấy nàng bụng nâng lên nho nhỏ một khối. Trong lòng của hắn khẽ động, đem bàn tay che ở cái kia cấp trên, cái kia nho nhỏ nâng lên một khối thế mà chậm rãi chuyển qua một bên, hắn liền lại cùng quá khứ. Kết quả tiểu gia hỏa kia vẫn là tiếp tục dời, giống như là tại ghét bỏ hắn như vậy sở dịch ở trên hồi phạm hồ đồ sau, chỉ thấy quá thai động, bất quá không có lần này tiếp tục thời gian dài như vậy, còn đùa với chính mình chơi đồng dạng. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm cái kia khối nhỏ, cười nhạo một tiếng. Tiểu gia hỏa, cùng ngươi nương đồng dạng khó chơi. Cũng không biết là nam hài vẫn là nữ hài nhi. Hắn là ưa thích nữ hài nhi, thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi triệu lạc quân không hiểu thấu liền khóc đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hắn đột nhiên một cái giật mình nữ hài nhi là ưa thích có thế ngàn vạn không thể thích khóc a à. hắn yên lặng cầu nguyện sát bên nàng nằm xuống này mới vừa buổi sáng thời gian cứ như vậy hoang phế triệu lạc quân sau khi tỉnh lại rất thần kỳ cảm xúc lại khôi phục như thường còn ngượng ngùng nói với hắn thật có lỗi nhưng là vừa rồi cái kia loại ủy khuất đầu nguồn chính nàng cũng tìm không đến sở dịch gặp nàng thật tốt liền đi đem phòng bếp thu thập một chút phòng bếp bị lửa treo chọc đen một chút, đốt đi một chút củi, bị nước lại một tưới, là không thể dùng. Hắn đem củi ướt đều ném đến viện tử, chọn lấy tốt tới nhúng lửa, đem trong nồi những cái kia cháy đen đều cho vứt bỏ. Nhà cách vách lý đại thẩm lại tới, cho hắn đưa một chút thịt cá, nhỏ giọng nói. Buổi sáng chúng ta nhị lan trở về nhà, nói là nghe được trưởng công chúa khóc. Tướng quân, trưởng công chúa cũng là vì ngươi tốt, buổi sáng muốn cho ngươi nấu cơm thời điểm cười đến đẹp mắt cực kỳ trong bụng của nàng lại có hài tử cũng đừng lại để cho nàng khóc sở dịch mặt đều đen cảm tình mọi người cho là hắn đem người cho làm khóc bất quá giống như cũng là cùng hắn thoát không khỏi liên quan hắn đến cùng là giải thích một chút sao có thể bỏ được trách nàng nàng là kim chi ngọc diệp đoán chừng là dọa lý thẩm lý giải gật đầu cũng thế phụ nữ mang thai nói khóc liền khóc, nói không cao hứng liền không cao hứng, cùng tiểu hài nhi đồng dạng. Tướng quân nhanh chịu chút canh cá, cho trưởng công chúa bổ một chút. Sở dịch cảm ơn âm thanh, như có điều suy nghĩ hồi tưởng đến lý thẩm. Nữ tử mang thai còn có dạng này một tầng A, triệu lạc quân có thế tuyệt đối đừng khóc nữa, thật có thể đem hắn tâm đều cho khóc nát. Hắn nghĩ nghĩ, đem cá buông xuống, trở về phòng đi hỏi nàng. Muốn học nấu cơm sao? Triệu lạc quân con mắt còn có chút sưng, nhưng là lúc này nhưng lại chơi đùa của nàng cái kia phá sổ, nhìn thấy sở dịch tiến đến, vội vàng đem sổ cho thu lại. Tốt, ngươi dạy ta sao? Nàng phát hiện sở dịch sẽ đều là nàng sẽ không, hai người tự hồ cũng đều là bổ sung. Sở dịch quét mắt nàng thu lại sổ, cho nàng cầm giày mặt vào, mang nàng đến phòng bếp. Lý thẩm đem cá đều giết tốt, hắn liền sai sử nàng cùng đi đem hàng rào trước loại lá rau cho hao xuống tới, một hồi nhường nàng đứng bên cạnh tắm một cái đồ ăn. Nàng không nhận ra đều là thứ gì, nhưng làm được rất thuận tay. Sở dịch đã bắt đầu hầm canh cá, hắn liền đem vòng người đến trước người, nhường nàng cầm cái nồi. Tốt, lật một cái. Triệu lạc quân cẩn thận từng ly từng tí cho cá lật ra cái mặt, tại nước sôi bên trong ngâm, lại lực độ nhỏ, ngược lại là không có đụng xấu thịt. Nàng cao hứng thẳng hít mắt cười, sở dịch thấy được nàng cười, âm thầm thở dài một hơi. Ai da, đây thật là cưới cái tiểu tổ tông. Dùng qua cơm trưa, triệu lạc quân cũng không ngủ được, sở dịch liền đem chính mình mũ rộng vành thẻ trên đầu nàng, nắm nàng đến ruộng đồng ở giữa đi một chuyến. Lúc này tất cả mọi người làm tại râm mát dưới cây ăn cơm, nhìn thấy hai vợ chồng tới, đều nhiệt tình chào mời bọn hắn. Sở dịch khoát khoát tay, ra hiệu không đi qua. Ngươi cùng bọn hắn quan hệ thật tốt. Triệu Lạc Quân phát hiện, những thôn dân này tuyệt không sợ hãi hắn, thân cận cực kỳ. Sở dịch nói, bọn hắn rất nhiều lúc trước là nạn dân, sau đó biến thành lưu dân. Còn phải một lần phát lũ lục A, tiên đế hạ lệnh xua đuổi những người này, không cho dừng lại tại Lạc Thành phụ cận, ta chính là lúc kia bắt đầu đem người hướng thượng quận cùng Hà Tây Mang. Nơi này, đa số là khi đó lưu dân. Triệu Lạc Quân liền nhớ lại ba năm trước đây phương Nam lũ lục, lúc ấy nàng còn cứu tế không ít, nhưng là nhân số quá nhiều, nàng cũng bất lực, chỉ có thể nhường các quận thế gia gặp gỡ nạn dân thẳng khái một chút. Trách không được hắn góp nhặt mấy năm bạc đều không thấy. Tan họp bước, sở dịch liền đem nàng đưa trở về, nói rằng buổi trưa đi bờ sông bắt cá. Đến buổi chiều, không ít hài đồng nhìn thấy hắn mang theo lưới hướng bờ sông đi, đều tự phát đuổi theo, cao giọng cười đùa nói tướng quân muốn đại triển thần uy triệu lạc quân nhắm mắt theo đuôi đi theo cảm thấy những hài tử này có phải hay không quá mức khoa trương đợi đến nàng nhìn thấy sở dịch có thế một cái lặn xuống nước đâm đi xuống thế mà rất lâu đều có thể không hiện lên đến lấy hơi ngay từ đầu nàng nhìn xem lăng tăng mặt sông sợ hãi về sau đến mấy lần gặp hắn bình yên xuất thủy thời gian dần qua cũng liền an tâm ngồi tại bên bờ chờ hắn đem cá một lưới một túi lưới đi lên bọn nhỏ phân không được không ít ông nhảy nhóc tưng bừng cá cao hứng nói cám ơn tướng quân chạy về nhà sở dịch một thân đều ẩm ướt cộc cộc vẫy tóc giọt nước đều tung tóe đến triệu lạc quân trên thân nàng cười mắng một tiếng đại cẩu móc ra chính mình khăn cho hắn lau mặt xoa tóc dư quan quét đến hắn dính lấy giọt nước khỏe mạnh lồng ngực bên tai đều đỏ người này áo thoát đến một kiện không dư thừa nhìn xem liền gọi người đỏ mặt nàng đang nghĩ ngợi sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng cười nhẹ nàng vừa quay đầu lại nhìn thấy là mấy cái đến bên bờ giặt quần áo cô nương gia, đều che miệng bước nhanh đi qua đương nhiên còn có bao nhiêu nhìn sở dịch vài lần nàng bận bịu nhặt lên quần áo khoét hắn một chút nhường nhanh mặt vào sở dịch nơi nào không có nhìn ra mánh khóe đem nàng hướng trong ngực ôm một cái đắc ý cười to sau khi cười xong tại bên tai nàng nói nhỏ về sau chỉ cấp ngươi một người nhìn bị triệu lạc quân phi một ngụm buổi tối sở dịch đem bắt cá phân chút ra ngoài, chính mình trong sân cho nàng nướng cá ăn. Triệu lạc quân an vị tại hắn cầm củ đệm chăn trải tốt bị trên mặt, tại hoàng hôn hạ an tĩnh như là một tôn người ngọc. Sở dịch thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, tại nàng điềm tĩnh trong tươi cười cũng vểnh lên khóe miệng cười. Lúc nửa đêm, lại là tới cái khách không mời mà đến. Tạ tinh đột nhiên chạy tới, một thân phong trần, một đôi mắt lại sáng tỏ như là chân trời chấm nhỏ sở dịch bị động tỉnh đánh thức nguyên bản còn tưởng rằng có cấp báo thấy một lần hắn biểu lộ liền biết phí công quan tâm ra hiệu hắn nhẹ giọng đến sát vách cái kia nữa mở phòng đi chỉ có thể miễn cưỡng ngươi ngủ nơi này tả hữu ngày mùa hè không lạnh không có việc gì ta chấp nhận một đêm liền đi ta chính là đến xem a tẩu cùng tiểu chất tử tạ tinh không hề để tâm hắn trong ruộng đều có thể ngủ huống chi này có che đỉnh phòng sở dịch thì trách nói làm sao ngươi biết chúng ta tới nơi này? Ta trở về phủ một chuyến, lão tướng quân nói ngươi đem A Tẩu bắt cóc, ta liền nhớ ngươi khẳng định tới chỗ này. Tạ Tinh nói, xem xét nghĩa huynh một chút, A huynh, ngươi làm sao đắc tội lão tướng quân, hắn mắng lấy nói muốn đánh gãy chân của ngươi. Sở dịch biểu lộ cứng đờ, không được tự nhiên tặng hắn một cái, nhưng hắn ngậm miệng nhanh ngủ, ngày mai đi theo hạ điền đi làm việc. Chờ nhỏ giọng trở lại nhà chính, Triệu lạc quân còn ngủ say sưa, sở dịch cũng liền lại đến giường đi, nhất chuyển mặt nhìn thấy thả đầu giường bao khỏa. Cái kia sách nhỏ ngay tại cấp trên giường. Hắn nghĩ nghĩ, lấy tới mở ra, phát hiện cái kia gạch ngang gậy liền xuất hiện phía trước hai ngày ngày bên trên. Hắn cẩn thận hồi tưởng ngày đó thời gian đều xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến, giật mình trong lòng, bận biệu lại đi xuống phiên, phát hiện mới giao diện bên trên cũng có được gạch ngang gậy sau đó còn có một số nhỏ vụng ký sự. Đều là ở chỗ này phát sinh việc nhỏ. Hắn liền lại lật trở về, ở trái tim nhảy lên bên trong, liếm liếm môi. Lúc trước gạch ngang gậy ngày là bọn hắn rời đi thượng quận phủ đệ đầu một ngày, đầu một ngày bọn hắn ban ngày đều không có gặp mặt, duy chỉ có buổi tối. Phía sau tờ kia, là bọn hắn lại tới đây ngày đầu tiên, vào lúc ban đêm, hắn tại quấn nàng hồi lâu trước đó, là đang giúp nàng tịnh thân có những này cụ thể sự kiện sau, sở dịch rốt cuộc minh bạch những này gạch ngang gậy đại biểu cho cái gì. Hắn bất động thanh sắc, đem sổ lại trả về. Triệu lạc quân sáng sớm là tại sắp ngạc thở bên trong tỉnh lại, nàng mở mắt, nhìn thấy sở dịch anh Tuấn khuôn mặt đang ở trước mắt. Nàng còn không có kịp phản ứng là thế nào, môi của hắn lại lần nữa rơi xuống. Nàng tại hắn một sáng nhiệt tình bên trong mờ mịt, thân thể đã tại trong bàn tay hắn mềm mại thần phục nhưng nàng nhịn không được từ giữa răng môi tràn ra thấp ngâm. Sở dịch có chút thở hào hển, tại môi nàng cắn miệng nói. Đừng lên tiếng, A Tinh tại phía sau phòng. Tạ Tinh. Triệu lạc quân giật mình, có thế hắn đã dở trò xấu, múc lấy nàng mẫn cảm vành tai. Triệu lạc quân sáng sớm suýt nữa bị hắn huyên náo muốn xấu hổ hổ thẹn khóc thành tiếng, hắn lại từng lần một tại bên tai nàng trầm giọng hỏi. Quân quân có phải hay không thích ta dạng này đợi ngươi? tác giả có lời muốn nói. Bánh bao nhỏ thật nhanh liền ra ngoài rồi, ha ha ha, cho hai người một cái thế giới hai người mấy ngày, quân quân cùng sở dịch quái đáng thương, là ta nam nữ chủ bên trong thế giới hai người ít nhất một đôi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99 Hỗn loạn thành thân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 99 hồi hương thời gian đối triệu lạc quân tới nói, như là sinh hoạt tại thế ngoại đào nguyên. Nơi này không có phức tạp lòng người, không có tranh đấu, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặng thì nghỉ, hết thảy đều để người cảm thấy thư thái cùng an bình. Sở dịch mang theo nàng hạ mấy lần ruộng đồng, lần thứ nhất tạ tinh đi theo, hai người bận rộn tới mức mồ hôi đầm đìa, nàng liền tận chính mình có khả năng cho đưa đưa nước cùng khăn vải về sau sở dịch lại đơn độc mang theo nàng đến một mảnh còn không có sới đất ruộng đồng, nói cho nàng biết là dùng để thử trồng liên vân mua về giống khoai. Nàng an vị tại bờ ruộng một bên, nhìn xem hắn lôi kéo trâu cày ruộng, buổi trưa hắn ngay tại ruộng bên dựng lên củi lửa, nhưng nàng giúp đỡ nướng thịt thỏ. Có lần trước đốt đi phòng bếp trải qua, Triệu Lạc Quân xem lửa thời điểm đem mắt trừng đến căng tròn, liền sợ không cẩn thận lại để cho hỏa tinh cho thổi tới loại miêu bên cạnh sở dịch bị nàng chọc cho cười không ngừng, liền túng trâu đi khí lực cũng không có. Nhưng mà quá mức yên tâm hạ tràng, liền là hai người ăn nửa dáng cơm trưa. Triệu lạc quân nắm lấy không thể lãng phí lương thực quyết tâm, gian nan nuốt xong cuối cùng một mảnh làm được phát củi thịt, sở dịch ở thời điểm này lại là đột nhiên tới gần đi ngậm lấy môi của nàng. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, nàng trông thấy miệng hắn đen một khối, phốc một chút liền bật cười. Sở dịch mặt nàng cười, tại nàng trong tay áo móc ra khăn, liền trong thùng gỗ thanh thủy nghịch tốt, một chút xíu cho nàng lau miệng. Sau đó lại làm cho nàng đến dưới cây, đem mang ra cửa cái đệm trải tốt dưới tàn cây, chính mình ngồi vào một bên, đem đùi cho nàng đương gối đầu, nhường nàng nằm ngủ một lát. Nam nhân chân cơ bắp cứng đến nỗi cùng tảng đá khối đồng dạng, triệu lạc quân điều chỉnh mấy cái tư thế, mới tính gối đến dễ chịu. Ánh mặt trời sáng rỡ tại dày đặc trong lá cây si thành từng chùm sáng, pha tạp rơi vào trên thân hai người, cơn gió thổi, cái bóng như là nước chảy khẽ đung đưa. Sở dịch nghe gió thanh âm, một tay vỗ nhẹ nhẹ tại triệu lạc quân phía sau, như dỗ hài tử đồng dạng, ngâm nga một bài nàng nghe bất động giọng điệu tiểu khúc. Âm thanh nam nhân trầm thấp, chui vào trong tai, lại như cùng là tinh khiết rượu trôi vào triệu lạc quân nội tâm, nhường nàng hơi say. Nàng thấp giọng hỏi. Đây là cái gì ca? Sở dịch mỉm cười, Cuối đầu nhìn nàng đôi mắt chỗ sâu đều là ý cười. Một bài tình ca, quê nhà ta Nam Nhi cùng vui vẻ tiểu nương tử thổ lộ lúc, đều sẽ hát. Triệu lạc quân liền hiếu kỳ từ ý, đuổi theo hỏi. Vậy cũng là có ý tứ gì? Kết quả chỉ đổi đến hắn ý vị thâm trường một câu. Trở về sẽ nói cho ngươi biết. Buổi chiều loại miêu đều hạ, hai người tay nắm tay trở lại chỗ ở. Hôm nay cuối thôn một gia đình sinh con trai từng nhà đưa đỏ trứng gà, sở dịch cho nàng trứng hấp canh, hai người dính lấy tại phòng bếp lại chỉnh lý ra một đạo thịt nướng cùng canh cá. Sở dịch làm một ngày việc nhà nông, đánh xong nước trước tiên đem tự mình rửa sạch sẽ sau, mới nấu nước nóng muốn cho triệu lạc quân tịnh thân. Lên tháp, hắn đột nhiên liền từ phía sau ôm nàng, một tay nhẹ nhàng sờ lấy nàng bụng nói. Ngươi không phải muốn biết hôm nay hát là cái gì. Triệu lạc quân lại đột nhiên cảm thấy không tốt, liền nói ngay. Không muốn nghe, muốn ngủ Có thế lúc này nơi nào còn có nàng Không muốn nghe lựa chọn Sở dịch cắn nàng vành tai Dùng thàng thàng thanh âm một câu một câu Rõ ràng nói cho nàng Cái gì lan tâm như lửa Gặp thanh sáng rực Cuối cùng liền vu sơn mây mưa Một loại mang theo khuê phòng kiều diễm từ đều đi ra Nhưng làm triệu lạc quân thẹn đến bên tai Đều tại nóng lên Cắn răng phi hắn một ngụn Dâm từ diễm khúc Sở dịch trầm thấp cười tại cổ nàng bên trên lưu lại mấy cái màu đỏ ấn ký, quấn quyết si mê lấy hỏi nàng. Quân quân có thích hay không? Triệu lạc quân xoay người muốn đẩy hắn này không muốn mặt, lại trúng hắn mà tính, bị hắn chặn lại môi, hắn một đôi bàn tay càng là ở trên người tùy ý. Sở dịch cuối cùng vân vê dính lấy ẩm ướt ý ngón tay, dở trò xấu lại tại bên tai nàng hỏi có thích hay không dạng này. Triệu lạc quân cắn môi đỏ, ánh mắt mê ly, trong lòng có cái thanh âm tại nói cho nàng, sở dịch mấy ngày nay không làm gì liền quấn chính mình hỏi có thích hay không cử động khác thường. Có thế trong lúc nhất thời, nàng cũng thật không dám xác định hắn là bản thân liền ác liệt, vẫn là thật phát hiện cái gì. Hai người tại hội hương né gần 10 ngày, này thần tiên khoái hoạt thời gian cũng nên đi qua. Bắc Hồ lại phái tới người đàm phán, cái kia cùng tam công chúa muốn gây chuyện nhị vương tử còn giam giữ đâu, Bắc Thiền Vu rốt cục thỏa hiệp tự mình đến gặp cơ lão Thái Gia sở dịch cùng triệu lạc quân đều tại tự nhiên không thể làm như không thấy nhường cơ lão thái gia một người đi ứng đối hai người xuất hiện tại thượng quận quân doanh thời điểm cơ lão thái gia rút kiếm liền muốn chặt sở dịch dọa đến triệu lạc quân sinh sinh đè vào đằng trước tức giận đến lão nhân đem chính mình trân quý nhất kiếm đều ném dưới mặt đất chạy sở dịch đem triệu lạc quân thu xếp tốt sau cầm rượu đi cho lão nhân chịu nhận lỗi cơ lão thái gia uống mấy chén sau rốt cục nói ra tức giận nguyên nhân cho dù tiên đế còn không có hạ tán, nhưng ngươi không biết trước hết mời chỉ tứ hôn sao. Chọn ngày tốt lại thành hôn chính là, ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì. Một phen nói đến sở dịch thần sắc hậm hực, vĩ khuất mà nói. Không có ngày gật đầu, tiểu tử nào dám trực tiếp cùng bệ hạ thỉnh cầu tứ hôn. Đây là hắn đến thượng quận tới chuyện quan trọng một trong, chỉ là còn không có cơ hội cùng cơ lão thái gia nhất lên, liền chọc giận người. Cơ lão thái gia sững sờ, hạ khắc bình tĩnh nhìn xem hắn nghiêm túc hỏi thật là không dám lừa gạt ngài lễ ta đều chuẩn bị tốt liên tục xác nhận trước mắt tiểu tử này không phải lừa gạt chính mình biên mê sản cơ lão thái gia trong lòng khẩu khí kia cuối cùng là thuận thế nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng nói ra ngươi nghèo đến đinh đương vang ngươi lấy cái gì đương sính lễ hạ khắc một trương chứng từ liền giao cho cơ lão thái gia trong tay ngài nhìn dạng này thành sao là hắn tước vị thực ấp hắn đem cả đời thực ấp đều dùng để làm sính lễ cơ lão thái gia nhìn xem như thế trương chứng từ thật lâu thở dài một tiếng chỉ có thể là ủy khuất chúng ta gia ninh ngươi thực sự là liền chưa thấy qua người dùng chứng từ tới làm sính lễ có thế vậy cũng là nhìn ra thành ý của hắn đi dù sao cũng là hắn duy nhất có thể cho qua cơ lão thái gia cửa này sở dịch cao hứng trở về nói cho triệu lạc quân không nghĩ triệu lạc quân tại trong bao quần áo sờ a sờ, lấy ra hắn thiếu chính mình tấm kia giấy nợ, sở dịch mặt đều đen, vò đã mẻ không sợ rơi nói. Ngươi coi như ta ăn bám thành sao? Tốt xấu cho ta cái danh phận, không phải hài tử đều muốn ra. Triệu lạc quân bị hắn bộ dáng đáng thương huyên náo hết sức vui mừng, xấu hổ bên trong sở dịch cái gì cũng có thể làm được đi ra, cuối cùng trực tiếp đem người đè ép, đem quần áo víu vào nói ra, chân thực không được liền thịt thường đi thế là tại bắc thiền vu đem nhị vương tử dùng điều kiện đổi về đi trước sở dịch bán thân thành công trong đêm cho triệu tấn đưa đi cầu hôn thư triệu quốc bắt cái nhị vương tử nhưng bắc địa cùng thượng quận lại đổi lấy rất nhiều chỗ tốt triệu lạc quân cùng sở dịch chờ sự tình định ra sau liền lên đường hồi lạc thành nàng đi trở về đi đợi thêm a một hai tháng liền nên lâm bồn trở lại lạc thành đã là gió thu run rẩy toàn thành cây xanh phản phất trong vòng một đêm đều thất bại, bay lả tả rơi xuống một chỗ. Triệu tấn dẫm lên lá rụng, một mực nghênh đến cửa cung, đem A tỷ đón trở về, ở lại trong cung lại ở lại khá hơn chút thời gian, mãi cho đến tiên đế rơi tán mới bất đắc dĩ nhường nàng trở về phủ công chúa. Mà sở dịch cùng triệu lạc quân hôn kỳ định đến duy nhất ngày tốt, định đến tháng 11-26, kia là hợp quá hai người ngày sinh tháng đẻ sau sớm nhất một cái ngày tốt sở dịch nhìn xem cái kia xa xôi ngày, cả ngày đều trầm mặt, vào triều thời điểm đều không có một cái quan viên nguyện ý kề bên hắn quá gần. Vương Hoàng hậu muốn so triệu lạc quân buổi sáng một tháng mang thai, đến trung tuần tháng 10 liền thuận lợi sinh hạ long tử, mãn triều văn võ không hiểu đi theo nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao hiện lên lễ chúc mừng. Tân Hoàng có con, các phiên vương đều đem cuối cùng một tia vọng tưởng giấu đến trong lòng, thành thành thật thật cũng từ nơi xa xôi phát tới chúc phúc, dâng lên rất nhiều trân bảo triệu tấn nhìn xem một chút liền tràn đầy không ít tư kho cùng vương hoàng hậu nói trăm ngày lại để cho bọn hắn móc một bút một tuổi để bọn hắn còn móc một bút của ngươi sinh nhật cũng phải để bọn hắn bỏ tiền còn có các loại ngày lễ toàn diện tuyên dương ra ngoài phải làm lớn thu lễ trẫm lại thưởng bọn hắn bút mực đáp lễ là được cứ như vậy quốc khố không cần thuế má cũng có thể từ hắn tư trong kho thêm đi vào không ít vương hoàng hậu nhìn qua rơi vào tiền mắt hoàng đế lặng lẽ sờ lên mặt của con trai trong lòng đang nói làm sao vơ vét của cải đều thành có thế tuyệt đối đừng cho nhi tử lấy cái gì tụ bảo chiêu tài một loại danh tự triệu lạc quân tiến vào cung nghe vương hoàng hậu mà nói dở khóc dở cười nàng cũng cảm thấy đệ đệ có chút cử chỉ điên rồ bất quá những cái kia phiên vương đại thần bạc không cần thì phí nàng ngay tại bên cạnh còn đi theo cho ra chủ ý thiếu một thân nợ sở dịch biết sau, rất may mắn chính mình một nghèo hai trắng, không phải vì bạc, tiểu cửu tử khả năng liền muốn cùng chính mình trở mặt. Tại Tân Hoàng thu hết đại thần cùng phiên vương nhóm bạc bên trong, sở dịch rốt cục nên đón chính mình đem nàng dâu cưới trở về thời gian. Triệu lạc quân đây là hai gã, không nghĩ huyên náo quá mức long trọng, có thế hoàng đế đệ đệ ở phía sau, sao có thể gọi A tỷ ủy khuất. Trưởng công chúa hai gã tràn diện, so sơ gã lúc càng thêm náo nhiệt long trọng đám đại thần đều mắt đỏ xuất tiền túi cho trưởng công chúa cùng đại tư mã dâng lên đại lễ hồi hai lên kiệu hoa triệu lạc quân toàn bộ hành trình đều không có khẩn trương ngược lại là sở dịch khẩn trương đến bước chân cũng không biết làm sao bước mới tốt thật vất vả không có sai lầm đến bái thiên địa triệu lạc quân tại vợ chồng giao bái âm thanh bên trong đột nhiên đổi sắc mặt nàng cố nén dưới bụng truyền đến dị dạng nghe được kết thúc buổi lễ thời khắc đó chân mềm nhũng dựa đến sở dịch trong ngực đức quảng nói giống như muốn sinh đến xem lễ đám người liền gặp được tân lan từng thanh từng thanh tân nương bế lên co cẳng liền hướng lễ đường bên ngoài chạy vừa chạy vừa hô bà đỡ triệu tấn đứng tại đằng trước đều mộng rất nhanh kịp phản ứng là a tỷ muốn sinh sản vội vàng nhường tham gia hôn lễ thái y cũng đi qua hỗ trợ trong lúc nhất thời hôn lễ biến thành sinh sản, mọi người ở đây rút bạc, liền cơm cũng không có ăn được, liền bị triệu tấn cho đuổi đi. Sở dịch ôm triệu lạc quân, một đường nhanh chóng chạy đến chuẩn bị xong phòng sinh, đem người sau khi để xuống tuét miệng không biết nên cười hay là nên khổ sở. Ai mẹ hắn thành thân sẽ giống như hắn, thành nàng dâu muốn sinh con. Trong bụng cái kia oát con cũng quá biết chọn thời gian. Triệu lạc quân đau đến mồ hôi lạnh lâm ly gặp hắn còn quỳ bên giường không đi, liền thúc giục hắn mấy lần, hắn cũng không nguyện ý rời đi. Vẫn là triệu tấn đem người cho túng ra đi, mới khiến cho triệu lạc quân an tâm sinh sản. Nghe bên trong truyền ra thống khổ rên rỉ âm thanh, sở dịch cấp đến độ thẳng đảo quanh, triệu tấn bị hắn xoay chuyển quán mắt, đang muốn khuyên thời điểm, liền thấy hắn đột nhiên hướng phía sau lưng thân cây một quyền quá khứ. Hai cánh tay thô thân cây ứng thanh mà nứt, triệu tấn đem mặt tách ra trở về lặng lẽ hướng bên cạnh dời hai bước. Lúc này nam nhân cũng không quá lý trí. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới, a a đắc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 Không giống sở dịch liền tốt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Một trăm đêm lạnh như nước, tới gần mùa đông thời gian, thổi qua tới gió gọi người da thịt lạnh buốt đâm đau. Đèn sáng lửa trong phòng không ngừng truyền ra phụ nhân sinh sản thống khổ trên rỉ, tại viện tử chờ nam nhân mấy lần đều muốn xông đi vào, đều bị cản lại. Thay tiễn khách lợi hại liên vân tới, liền gặp được triệu quốc tuổi trẻ bệ hạ ngăn lại tỷ phu tình hình, sở dịch cấp đến độ thở hỗn hển, một đôi mắt xích hồng. Đèn lồng quang đem hắn trên mặt những cái kia giữ tận sắc chiếu phản chiếu rõ ràng. Hắn bước nhanh đi lên trước, bên tai liền truyền đến triệu lạc quân đè nén thống khổ gọi, trong lòng cũng đi theo níu chặt. Sở dịch đem nắm đấm nắm thật chặt, nhìn thấy một cái ra muốn nấu nước nóng đi vào hầu gái, trực tiếp liền níu lại hỏi. Đến tột cùng thế nào? Hơn một canh giờ, làm sao còn tại đau nhất? Hầu gái bị hắn rống đến suýt nửa liền muốn ngã hoặc, run run rẩy rẩy nói. Bà đỡ nói còn chưa mở xong cung miệng, lúc này mới hai canh giờ. Lời nói vẫn chưa xong, liền gặp được sở dịch cái kia muốn giết người ánh mắt, dọa đến xoay người chạy. Lúc này mới hai canh giờ. Sở dịch thì thào nói nhỏ, đi con mẹ nó mới hai canh giờ. Hắn mắng xong liền muốn đi đến sông, triệu tấn cánh tay đều kéo chua, chân thực không còn khí lực tại ngăn cản, liên vân sông lên trước chợt đem bước một chân đi vào thanh niên đẩy ra ngoài. Sở dịch. Ngươi bình tĩnh một chút. Lúc trước ngươi muốn của nàng thời điểm làm sao lại không nghĩ tới nàng lúc này chịu lấy khổ. Ngươi lại đi vào quấy rối, nàng an tâm không được, không phải nhường nàng càng khó chịu hơn. Nữ nhân sinh sản lúc nhiều thống khổ cùng chật vật, nàng như vậy một người kiêu ngạo, làm sao nguyện ý gọi hắn trông thấy như thế một màn. Sở Dịch bị Liên Vân mà nói đâm vào ngẩn người, chợt đặt mông ngồi xuống, ảo não tựa như vò đầu của mình. Thật tốt tân lang quan, buộc quản đều sai lệch cả người lộ ra thất bại. Liên Vân gặp hắn ngồi xuống, nghe triệu lạc quân đức Quảng thanh âm, cũng ngồi vào bên cạnh hắn, đem có chút phát trung hai tay giấu ở trong tay áo. Hắn cho triệu lạc quân hào quá đến mấy lần mạch, thai tướng rất tốt, hẳn là hết thảy đều thuận lợi. Triệu tấn nhìn qua liền an tỉnh tỷ tỉ phu, bội phục nhìn Liên Vân một chút, sở dịch cái này tính bướng bỉnh. Ngoại trừ hắn A Tỷ cũng chỉ có biết đánh như thế nào kích tình địch Liên Vân có thế chế trụ hắn liền dựa vào lấy cây cột, cũng an tĩnh chờ. Vốn cho rằng, bên ngoài nam nhân nhiễu loạn liền đến này kết thúc, kết quả đậu chính hút chạy tới lắp bắp ba bẩm câu. Bệ hạ, thục, thục vương đến rồi. Triệu tấn sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng thục vương là ngụy trùng. Hắn sao lại tới đây? Cho dù là họ khác vương, cũng là phiên vương, không chiếu đến đô thành đến, bị ngôn quan bắt lấy lại nên vạch tội dân sớ bay đầy trời người đâu? Này đâu? Triệu Tấn vừa mới nói xong, liền có người tiếp miệng, hồi lâu không thấy ngụy Trùng dạo chơi đi tới, trên mặt mang tất cả mọi người quen thuộc cười. Hắn đi đến Triệu Tấn trước mặt, cũng không thấy lễ, mà lại cười cười nhìn hắn, thấy Triệu Tấn đều muốn lui về sau một bước. Bất quá thiên tử uy nghiêm không cho phép hắn lui về sau, cứ như vậy kiên trì đối với hắn thờ ơ đối đãi. Ngụy Trùng gặp hắn cùng xù lông con nhím đồng dạng, cười nhạo một tiếng lúc này mới ủi lấy hai tay cúi thấp thi lễ nói thần gặp qua bệ hạ triệu tấn cổng qua tay dạ nhường bình thân sao ngươi lại tới đây gia ninh đại hôn tự nhiên muốn trình diện đáng tiếc vẫn là chậm một bước nghe nói nàng phát động hắn lại nói một nửa liền dừng lại là trong phòng sinh bà đỡ đang lớn tiếng hô triệu lạc quân dùng sức sở dịch như là lò so bình thường liền đứng lên ngụy trùng càng kỳ quái hơn thế mà cùng sở dịch vừa rồi đồng dạng muốn đi vào trong triệu tấn nhìn thấy này cảnh tượng một câu chửi bậy cũng từ hắn này thiên tử miệng bật đi ra vội vàng đi ôm ngụy trùng eo ngươi điên rồi ngụy trùng bị hắn lôi kéo lui ra phía sau mấy bước đi tách ra hắn tay ta đầu tiên là thầy thuốc mới là nam nhân các ngươi không nghe thấy nàng mới vừa rồi không có lên tiếng lời này nhường tràn diện lại lần nữa mất khống chế sở dịch đã vọt vào. Triệu tấn trong lòng kêu lên mẹ ruột A, à, Ngụy trùng là tới quấy rối đi. Liền liếc nhìn trợn tròn mắt đậu chính hút trống. Cho trẫm xem trọng hai người này. Để bọn hắn tiến vào, ngày mai hắn liền có thể cho bọn hắn nhặt xác. Cái kia tỷ phu không được rút kiếm, một kiếm đâm xuyên một cái. Trong viện loạn thành một bầy, trong phòng sinh lúc này cũng truyền ra triệu lạc quân khàn giọng tiếng gào. Đang gọi âm thanh bên trong, còn có bà đỡ cao hứng tiếng hô ngay sau đó hài nhi to rõ tiếng khóc liền vang vọng sân đi theo thị vệ ôm lấy cũng muốn đi đến sông hai cái thầy thuốc áp lực giảm bớt liên vân cùng ngụy trùng đều đình chỉ động tác hai mắt trực lăng lăng chờ lấy ngăn cản tại trước mắt cánh cửa kia hạ khắc đều mất lực ngồi sập xuống đất triệu tấn cũng tại cái kia hài nhi khóc âm thanh bên trong xuất thần chỉ chốc lát vội vàng trong triều đầu hỏi ta a tỷ thế nào cửa được mở ra một cái bà đỡ bôi mồ hôi cao hứng nói: "Mẫu nữ Bình An, mẫu nữ Bình An." "Mẫu nữ." "A tỷ sinh cái thiên kim." Triệu Tấn tại chúc mừng bên trong chậm rãi dương lên môi, hắn a tỷ một mực liền nói muốn nữ hài nhi, đây là như nguyện. Bà đỡ nhìn thấy hoàng đế tại cái kia ngây ngốc cười, cũng biến môi cười nói: "Còn phải gọi bệ hạ lại chờ một lát, chờ chúng ta đem gian ngoài thu thập xong, lại mời ngài tiến đến nhìn xem hài tử." mà trong phòng, sở dịch đang gắt gao cầm triệu lạc quân tay. Khắp phòng mùi máu tươi gọi hắn nghĩ mà sợ. Triệu lạc quân cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở quan trọng thời khắc xông tới, chính mình chút sức lực cuối cùng là bị hắn dọa ra, lúc này hắn hài tử cũng không nhìn, cứ như vậy mắt đỏ nhìn mình chăm chăm. Nàng nâng lên một cái tay khác, trước sữa sang dính tại trên mặt tóc còn ướt, mới xoay mặt yếu ớt nói. Mau đi ra. Sở dịch không nhúc nhích hầu gái cùng bà đỡ nhóm sớm tại lúc hắn xông vào liền kéo vải chặn triệu lạc quân eo trở xuống không phải hiện tại làm thanh lý đều xấu hổ triệu lạc quân quét mắt khối kia bị kéo lên vải biết người này tính bướng bỉnh bắt đầu liền làm sao cũng nói bất động nàng dứt khoát cũng không khuyên giải hướng hắn cười cười vậy ngươi không cho phép nhìn loạn sở dịch cầm của nàng để tay tại bên môi không ngừng khẽ hôn ngươi không đuổi ta cái gì đều ứng Vậy ngươi đi đem hài tử ôm tới, ta muốn thấy nhìn." Sở Dịch tay cứng một chút, lúc này ứng hảo, đứng lên đi xem bà đỡ đã cho gói kỹ hài tử. Bà đỡ đem hài tử đưa tới, còn muốn dạy hắn làm sao ôm, sợ này ngưu cao mã đại tướng quân làm bị thương hài tử, kết quả người ta nhẹ nhõm liền tiếp nhận đi, tư thế kia gọi một cái tiêu chuẩn, đem các nàng đều nhìn sửng sốt. Mềm mềm một đoàn rơi xuống khuỷu tay bên trên, Sở Dịch con mắt triệt để ẩm ướt hắn đi đến trước giường nửa quỳ xuống tới, đem hài tử đưa đến triệu lạc quân trước mắt. Lớn lên giống ngươi. Triệu lạc quân thăm dò xem xét, nháy nháy mắt nói. Đỏ rực, giống gió, ngươi liền nhìn ra giống ai rồi. Sở dịch nhếch miệng cười một tiếng, có ấm áp chất lỏng im ắng nhỏ xuống. Thanh âm hắn khàn khàn. Giống ta cao lớn thô kệch, thì còn đến đâu? Hắn đem đầu cũng tiến tới trước gót chân nàng, ôm trong ngực hài tử, thi ngôn vạn ngữ hóa thành cám ơn hai chữ. Triệu lạc quân nhìn xem chuyện này tự mất khống chế nam nhân, tại lâm vào lờ mờ trước cười ngọt ngào. Triệu lạc quân mất lực đã ngủ mê man, hài tử lại khóc lên, đã sớm chuẩn bị xong nhũ mẫu vội vàng muốn hài tử, tránh sang một bên cho bú. Hầu gái nhóm muốn cho triệu lạc quân thay y phục, sở dịch tiếp nhận, chính mình cho nàng thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch nàng, nhưng nàng ngủ được thoải mái hơn một chút. Tại hài tử ăn no sau, Triệu Tấn mấy người rốt cục đi vào gian ngoài, thấy được cái kia mềm mềm một tiểu đoàn. Ngụy Trùng cúi đầu nghiêm túc xem xét thật lớn sẽ, nhẹ nhàng thở ra. Không giống Sở Dịch liền tốt. Liên Vân tại bên cạnh yên lặng gật đầu, Triệu Tấn một mặt phức tạp nhìn xem hai người. Không giống Sở Dịch cũng sẽ không giống các ngươi, đây là cái gì cao hứng? Triệu Tấn tâm tình phức tạp nhường nhũ mẫu đem hài tử ôm vào đi lúc này cuối cùng là nhìn thấy sở dịch ra. Sở dịch đem bọn hắn mà nói đều nghe vào trong tai, mặt đen thui, một tay một cái, trực tiếp liền đem hai người cho té ra phòng. Cút ngay cho ta. Liên Vân cùng Ngụy Trùng lão đảo đứng vững, sửa sang áo choàng, liếc nhau, đều quyết định lúc này thả sở dịch một ngựa. Hai người cứ như vậy rời đi, Triệu Tấn cũng không tốt tại ngoài cung ở lâu, tiếp qua hai canh giờ đều nên bình minh, liền dặn dò tỷ phu chiếu cố thật tốt hắn A tỷ, mang người trở về cung. Triệu lạc quân trong mê ngủ, phát giác được có người từng ngụm bi chính mình uống một chút nước canh, tự hồ còn nghe được hài tử đang khóc, có thế nàng mí mắt nặng đến không mở ra được. Sở dịch cúi đầu lại cho nàng phủ đút một ngụm canh sâm, gặp nàng mí mắt giật giật, rất bất an ninh dáng vẻ, thấp giọng tại bên tai nàng nói. Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, hài tử còn có ta. Quả nhiên, Nàng nhăn lại lông mày đều giãn ra, lại lần nữa ngủ được bất tỉnh nhân sự. Sở Dịch cầm qua khăn cho nàng lau lau miệng, nghe được hài tử còn tại khóc, nhường Ngân Cẩm đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ngân Cẩm trực tiếp đem hài tử ôm lấy, nói là nhũ mẫu làm sao hống đều không hống không tốt. Sở Dịch tiếp nhận, hài tử thần kỳ liền ngừng lại tiếng khóc, bất quá một lát liền ngủ mất. Ngân Cẩm thấy trừng lớn mắt, trong lòng nghĩ đây có phải hay không là cái gọi là huyết mạch tương liên hài tử đang chọn người đâu sở dịch nhìn qua ngũ hài tử một trái tim đều muốn hóa đem tiểu gia hỏa phóng tới nàng nương thân bên người hắn cứ như vậy tại giường nhìn đằng trước ngủ hai mẹ con liền mắt cũng không chớp cái nào triệu lạc quân không biết mình ngủ bao lâu tỉnh lại thời điểm sở dịch nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi nàng chậm sẽ nghiêng đầu nhìn ngủ say nam nhân ánh mắt dạo qua một vòng không có nhìn thấy hài tử. Trong nội tâm nàng nhớ nhung hài tử, nhưng xem ở hắn ngủ say bên mặt, dưới mắt một mảnh màu xanh, khẳng định là nhịn hồi lâu. Nàng liền không có cất giọng hô người, động tác kinh mạng đem mình bị tử dắt dựng đến trên người hắn. Thế nhưng là mới đụng phải hắn đầu vai, hắn liền cảnh giác mở mắt, nhìn thấy nàng có chút kinh hoảng ánh mắt, hắn nhịn không được dò xét tiếng đến hôn môi của nàng. Một tiếng vang dội tiếng khóc ngay tại trong phòng đầu chấn thiên, nhũ mẫu ôm hài tử lại để van cầu trợ, nhìn thấy hai vợ chồng môi thiếp môi dáng vẻ, ôi lại ra bên ngoài chạy. Triệu lạc quân bận biệu đẩy hắn, thở phì phò nói. Hài tử vừa khóc. Sở dịch chẹp chẹp miệng, đứng người lên, đi đem hài tử ôm lấy. Hài tử trong ngực hắn liền ngừng tiếng khóc, tại trong tả lót từ từ đầu, tựa như là cho mình cha nũng nịu đồng dạng. Sở dịch vừa vặn thấp người, nhưng triệu lạc quân nhìn thấy tình cảnh như vậy, đem nàng chọc cười, nàng rất thích ngươi. đang nói, sở dịch sắc mặt lại là biến đổi. triệu lạc quân phát giác kỳ quái xem hắn một chút, sở dịch giật giật khóe miệng, cảm thụ được trên cánh tay triều ý nói, nàng đi tiểu. lời này nhường triệu lạc quân vô ý thức cúi đầu, nhìn thấy đã chảy ra tả lót cái kia phiến ẩm ướt ý, đem hắn tay áo cũng nhiễm ra một mảnh sâu nồng bóng ma, nhìn không được cười ra tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới chậm, vừa vặn vẫn là chương 100. Nha chúc mừng quân quân mừng đến thiên kim, chúc mừng sở 2A bị nước tiểu một cánh tay, hồng bao mưa a ha 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 ha. -ha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.